Hello cả nhà. Rồi em chào mấy chị đẹp ha. Rồi em chào chị Mimi nè, em chào mấy chị đẹp đang xem live. Chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Rồi em chào chị Như Nguyệt nè, cả nhà chấm bài chấm nghe với. Chị là thấy em mấy chị chấm. Chị là thấy em mấy chị chấm bài chấm nghe với. Ok ok chị Nguyễn Lương hay là chị yêu. Rồi em like nha các chị ơi, cái nhà chấm bài cho em nha với. Dạ em chào mấy chị yêu, em chào chị Hương Ni. Hello cả nhà. Ok chào cả nhà nè, cả nhà chấm bài cho em nghe với. Hello cả nhà. Rồi em chào mấy chị đẹp. Rồi chị thấy em mấy chị chấm bài cho em nghe với. Đầu like mấy chị tương tác mạnh mạnh em xíu nha, em lên mẫu cho. Rồi chào cả nhà nha. Ok chào cả nhà, hello cả nhà này. Rồi em chào chị My. Rồi em chào tất cả chị để xem like. Rồi ok cả nhà này, cả nhà chấm bài cho em nghe với. Rồi, ok em chào chị Diệu Diệu. Rồi, sao đâu cả nhà? Ít chịu mấy chị? Sao nay ít chịu à? Mười mấy chị coi à? Like xong rồi like miết xong tụt view hết à. Ngày nào cũng like, đang lý thì sao tụt view hết mấy chị? Rồi, em chào chị Cẩm Ly nè, chào mấy chị đẹp. Rồi, ok cả nhà nha. Rồi cả nhà chấm bài cho em nha với. Ok cả nhà nè. Rồi 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 ok cả nhà. Rồi bắt đầu em lên mẫu nha. Rồi em chia sẻ like xíu lên mẫu cả nhà nè. Cả nhà chấm bài cho em nghe đi. Mấy chị thấy em không? Cái nào thấy em mấy chị chấm bài cho em nghe với. À, rồi ok à, bác nhạc đợi em nghe đơn hàng nha cả nhà nha. Ít quá à, like riết còn thuộc view hả, like riết còn thông còn được mấy chị coi đi. Ok chưa? Rồi cái đèn nghe đơn hàng bán mấy chị nha. Ủa đỏ này, đỏ này có size bé tầm 10, tầm cái này size bự nè, cái tầm 22 kg tới 35 cái chị em 23 kg, 22 kg, 35 kg chế bài áo màu đỏ. Rồi cái hàng đây hàng của Topi, ba đẹp chưa, màu đỏ. Đỏ này có mũ nha, đỏ này có mũ cái sắc nách cho em nha. Rồi hàng này hàng phun cotton chính phẩm nha, size tầm là 22 kg tới là 35 kg cái size màu đỏ, có mũ cho em nha. 34 kg là 33 kg lại thôi, 22 đến 33 kg cái size cho màu đỏ có mũ nè. Bây giờ đầu like tặng bộ đây giá như ta 59 ngàn đi, ok chưa? Đầu like chia sẻ like cho em nha, chúc hàng 59 ngàn. Hàng này bán 100 mấy ngàn. Hàng bên em là chất đẹp mấy chị nha. Hàng em cam kết mấy chị là hàng phun cô tông chính phẩm, hàng chất đẹp thôi. Hàng 100 mấy ngàn của em tặng mỗi là 59 ngàn đầu like. Cái này còn số 13 tầm 34 ghi lại có sai chị ơi. Đó, đây là màu đỏ cả nha, màu đỏ nha. Em từ số 1 tới số 13 dùm em. Rồi màu đỏ cho em tặng mấy chị là 59 ngàn. Cả nhà cho em xin nút chia sẻ like. Đấy, màu đỏ nha cả nhà, đỏ. Rồi cả nhà cho em xin nút chia sẻ like dùm em nha. Đấy, không đẹp không lấy tiền nha. 59k đầu like cho em nha. Màu đỏ này, tặng nốt cả nhà luôn. Chắc đẹp lắm, đỏ này có mấy bộ thôi à. Ok đỏ này à, ok cả nhà nha. Hướng Dương chia sẻ like cho em nghe chưa. Chúc hai bộ chia sẻ like cho em nghe với. Ok này, tặng cho Hướng Dương 2 set cho em nghe này. Hướng Dương 2 bộ cho em nghe này. Bé chị 25kg với lại 34kg cái size. Dạ ok chị yêu nha, chấm bài chia sẻ like cho em nghe với.
Rồi, cho em xuống. Chờ em chút nha. Em lấy cái bút rồi. Ok cả nhà nha, mấy chị chờ em chút nha. Rồi, ok chị Yêu này, 25kg các size dùm em nha. 25kg và 4 cái size dùm nha. 30kg em giúp chị nào nè. 26kg á, Ngọc Anh. Ngọc Anh 26kg, chị sẽ like lại có đơn cho em chị nha. Ok chị Yêu. Có bị đẹp nha mấy chị nha. Để nhà chị sẽ like cho em nha với. Rồi, ok chị Yêu này, 59.000 cho em nha. 59.000. Rồi, ok. Rồi, 59k nha cả nhà nha. Rất đẹp lắm rồi. Ok chứ Yêu nè. Rồi, tặng nốt 59.000. Rồi, tặng nốt chị đây nữa nè. 59k tại chị Ngọc Anh nè. 26k ok chị Yêu nha, 26k cho em. Em còn màu đỏ số 12. Rồi, tặng nốt luôn, còn bộ đỏ số 12 chị có sai chốt cho mấy chị cho nó dễ nha. Vậy cái nào 13 hết rồi Cẩm Ly ơi. 26kg ok chị nào. 32kg chốt cho Bạch Long. Bạch Long 32kg nha. Ok đỏ 35kg chốt Bạch Long bộ này. Đẹp lắm chị ơi. Rồi ok 59k em nha. Rồi cả nhà chia sẻ like cho em nha có đơn nè. Rồi 59k Bạch Long bộ. Rồi em lên mẫu khác cho cả nhà chưa. Rồi, tặng cả nhà đầu lâm, chị nhớ chia sẻ like cho em nha với. Cả nhà nhớ chia sẻ like cho em nha. Dễ nhiều mẫu lắm. Ok cả nhà nha. Chị là chưa chia sẻ like mấy chị nhớ chia sẻ like cho em nha với. Rồi ok cả nhà này, em lên tiếp mẫu. Hello đồng nhân lên tặng nốt bộ đây luôn nè. Bộ đây tầm 10kg cho tới bọc bộ vịt nè. Hàng của Su Sinh Chích em nghe nha, bộ vịt nè. Tặng luôn. Chia sẻ like cho em nha với, hàng em bán mấy chị đầu như ta. Bộ vịt nè, đẹp lắm. Cái này tầm bé 10kg tới 23kg có size nha cả nhà nha. Rồi 10 đến 23kg có size cho em nha nè. Rồi, lên bộ vịt cho em nghe, bộ đem bán với chị là 105.000 đúng không? 105.000 hàng của Su Sinh Chích á. Bây giờ em còn mấy bộ thôi. Cái này tặng cả nhà luôn, vịt nè. Bây giờ tặng cả nhà bộ đây giá là 75.000. Hàng Su Sinh Chích mấy chị nha, mua một bộ mấy chị về nhận cảm nhận được cái chất cho em nha. Tại vì hàng đây em bán đúng giá cả nhà là 105.000. Bây giờ em còn từ số 1 tới số 7 còn lấy sai, tặng cả nhà là 75.000. Ok chưa? 75k bộ cho em nha. Và mấy chị nhớ để ý là hàng thương hiệu của Su Sinh Chích cho em nha. Sau này em bán cái mẫu đây là mấy chị để ý nha. Nó đẹp lắm. Hàng chắc em bao hàng nha, mã Việt cho em nha. Rồi 75.000. Ở Việt 23kg chút 75 là rồi ok cả nhà nha. Việt 12kg em chút chị ạ. Chị thương Thiên Võ Thị cho em nha cái đơn cho em chị ơi. Ok chịu nè. 75k bộ giùm em nghe mấy chị về cái cảm nhận cái chất cho em nha, chất đẹp lắm. Rồi ok chị nha. Mã Việt cho em nghe nè. Bộ lên 12kg cái size cho em nghe 75.000. Đẹp lắm mấy chị, à nó bao hàng cả nhà luôn á, rất là đẹp lắm. Rồi, ok Bạch Long này có size cho em nghe nè. Hàng nó bị lễ size á chị ơi, hàng nó bị lễ size á. Nên là cái này nó có, chị nào có size thì em mới chốt được đâu mấy chị nha. Chị nào có size mới chốt được đâu cả nhà này. 105.000, bình thường em like bộ 105.000. 20kg á. Còn số 3. Không, cái này còn tầm size 16kg lại thôi. Còn số 3 bao nhiêu ký đây? Ở số 5 này, số 5. Cái này phong nó cũng to lắm. Vịt là đẹp đó cả nhà. Rồi em còn size bé 18 với lại cho em nghe một vịt này. 20kg em hết size chị ơi. Ủa đây 20kg hết size rồi. Em còn size bé là 12kg đến 18 với chăng. 12 đến 18 với em. Size số 5 mà to lắm cả nhà. Rồi 12 đến 18 với các size nha cả nhà nha. Đấy. Rồi lên mã vịt cho em nghe này. Ủa, đẹp ghê luôn á. 75k nha. 12 đến 18 với em. Em còn có 3 bộ nè, tặng nút cả nhà vịt nha, 75.000. Rồi cả nhà cho em xin nút chia sẻ like với.
175.000, tại vì có một có 75.000 thôi. Cả nhà cho em xin mức chị sẽ like mấy chị ơi. Cho em nghe xin mức chị sẽ like nha. Ở đây hàng lễ xa này, còn mấy bộ này lễ xa này. Đây chứ yêu, đây còn mấy bộ lễ xa này. Chắc đẹp lắm. Lễ xa cùng mẫu này em lên đó chị cùng đó nè. À bộ đây cũng đẹp nè. Bộ ngố nha. Size bé là 12kg cho tới là 15kg nhé. 12-15kg màu xanh nè. Phong đường ngố của bé gái nha. 12-15kg màu xanh cho em nha. Rồi chế chấm màu xanh. Bộ em xem cả nhà là giá như ta 60.000 đi. Hàng MB à, hàng đây hàng MB đúng không à. Rồi đẹp ghê luôn á. Hàng em bán bình thường em bán bộ ngố là đã 100.000, 90-100.000 bộ rồi. Bây giờ em tặng cả nhà 60.000. Còn hai bộ nha. Tầm 15kg lại có size 12-15kg xanh nè. Rồi ok, xanh này em chốt chị 60.000, chốt chị Thương. Chị Thương nha. Dạ 60k cho em nha. À, xanh này em còn bộ nữa. Size của bé là 14kg, 15kg cho em. Em còn cái xanh nữa. 14, 15kg cho em 60.000. Đẹp lắm cả nha. Hàng bên em là hàng thun cô tâm chính phẩm đẹp. Mấy chịu nha, Mỹ Hạnh có bộ cho em nha. Thun cô tâm chính phẩm xịn. Em cam kết cả nhà là bên em bán hàng chuẩn hàng cho cả nhà luôn. Rồi ok, chị Mỹ Hạnh có số điện thoại cho em nghe. Có rồi chị yêu, chị có số rồi. Bên em có lưu một lần thôi cả nhà, có số điện thoại một lần thôi, không cần phải lên số nhiều đâu chị yêu. Cái bộ đây cao quá, bộ em canh máy luôn. Ờ để em lên một cái cả nhà nha. Ok ok, đây. Bộ đây đẹp lắm cả nhà, bộ đây em bán 90-100 nè. Rồi để em tặng bộ đây cả nhà luôn nè. Tặng bộ xanh nè. Bộ xanh bự nè. Tặng bé trai nè. Rồi ok, để lên tặng bé trai cả nhà luôn. À, bộ nó đẹp lắm cả nhà này, bộ đáp này, bộ đáp này xếp chân xếp này xếp quần đùi, đáp quần đùi cho em nghe. Cái này có size bé tầm 23kg đi, 23kg tới 35kg nhá, 23 đến 35kg cho em. Ở lên bộ đáp màu xanh cho em nghe, con trai, bộ đây con trai mấy chị ơi, bộ bé trai cho em nghe. Đấy, đáp màu xanh là của xếp bé trai nha cả nhà nha. Cái này của bé trai bé gái mấy chị mặc được cho em, tầm bé là 25kg, cái này 25kg tới là 35kg cho em. Rồi, đắp màu xanh em tặng cả nhà giá bao nhiêu. Bây giờ em đang tặng cả nhà là giá đầu like, chia sẻ like. Em vẫn còn tương tác like, mấy chị em cố gắng tương tác like cho em nha, đầu like chút xíu. Ok, bộ đây á, thì em tặng cả nhà là giá 75.000 đi. Ok chưa, 75.000. Cả nhà cho em xin nút chia sẻ like là ok nha. 75k bình thường em bán bộ đây là với giá là 90 với 100. 90-100, bây giờ em tặng cả nhà 75.000 thôi. Bộ bé trai đó. Rồi 75k cho em mấy chị cho nút chia sẻ like với. Chia sẻ like là có đơn cho em nha. Xanh này em chú chị nè nè. Ở chị Hồ Anh Nguyệt là 28kg, 35kg cái size này. Ok chị nha. 75k bộ cho em nha chị. Rồi, tặng nốt luôn. 28kg chị. Ok chị, 35kg cái size cho em nha. Bộ đẹp lắm cả nha. Rồi, 28kg cái size cho em nha. Rất đẹp ghê luôn á. Em lấy bộ size lớn chị luôn. 28kg là 35kg cái size cho em nha. 75k chút chị này một hai bộ. Chị Hồ Anh Nguyệt hai bộ cho em nghe nha. À, 75k. Số 14, 35kg giùm em. Rồi, cái này phong cũng to lắm chị nha, mặt rộng đỏ cho em. À, chị Hướng Dương 25kg và 35kg à, Hướng Dương. Ok, chị Hướng Dương hai bộ cho em nghe nè. Dạ, em chào chị Thúy á, em chào chị Thúy nè. Rồi 75k với chị nha. 75k. Ôi chắc đẹp lắm luôn á. Bộ xanh cho em nghe nè. À, bộ này còn một bộ size số 12. Ở số 12 còn một. Chị Tú Anh là em hết size rồi. 33kg em chúc chị Lương Thúy nha. Ok, chị Lương Thúy có bộ cho em nha. Dạ 75k em tặng luôn. Bộ này cho chị nè. Chị Lương Thúy số 12. Chị mặc được đúng không? 32, 33kg chị mặc được và thoải mái mà. Rồi số 12. Ok chị yêu. À, ok chị, để lên màu khác cho. Rồi cả nhà chia sẻ like cho em nghe với. Rồi ok, em sẽ lấy thêm một ri nữa tặng cho cả nhà. Bé trai đúng không? Tặng thêm một ri bé trai cho cả nhà đi. Rồi em tặng thêm mấy bộ nữa cho mấy chị nữa nè. Xong em lên hàng bán nha.
cả nhà cho em xin lúc chia sẻ like với. Cả nhà cho em lúc chia sẻ like cả nhà ơi. Rồi em tặng thêm một ly bé gái, một ly bé cha nữa. Rồi, ok nha mấy chị nha. Cưng lắm luôn cả nhà ơi. Rồi, lên bộ Mickey nè. Size bé tầm 23kg cho tới là 35kg cho em. 33kg thôi. Đó, không cái này tầm bé 23kg đi, 23kg cho tới là 35kg cho em. 23 đến 35kg nha, bộ hồng. Bộ hồng là phong đường ngố của bé gái nha, tím lên bé trai nha. Ok chưa? Bộ này em tặng cả nhà giá như đây. Ok, bộ này em tặng cả nhà là giá là 70 đi. Ok chưa? 70 ngàn. Sao bộ? Size bé tầm 23kg cho tới là 35kg nhé, màu hồng này. Chị Tú Anh không có, chị yêu. Màu xanh có 5 bộ em chốt cho mấy chị á. Được 3 chị. Chị nào có đơn thì em đã đặt size, em đã đặt tên mấy chị nha. Rồi em tặng bộ hồng này. Bộ hồng 23kg em chốt chị Tiến Trần 70 ngàn cho em nghe. Đấy. Cả nhà chia sẻ like cho em nha. Nhớ đừng quên là phải chia sẻ like cho em nghe với. Tại vì hàng em tặng cả nhà đầu like thôi. Giá này không phải là giá bán của em. Giá này giá tặng nha. Hồng này em chốt chị Tiến Trần bộ này. 35kg thì em chốt chị Thương. Chị Thương một bộ nha. 35kg có size cho em nghe này. Dạ bộ đem tặng mấy chị đầu like chia sẻ like cho mấy chị. Nhớ cố gắng là chia sẻ like cho em nghe với. Rồi hồng em chốt chị Thương nè. Hồng này em chốt chị Viên Ngọc 30kg có size cho em nghe. Ok chị yêu. Rồi, ok chị Viên Ngọc nha. Đẹp lắm chị ơi. Rồi 30kg cái size cho em nha. Bộ hồng. Hồng này 35kg em lấy màu hồng đậm đi nha. Hồng đậm 35kg cho em. Bộ này còn bộ 30kg 32kg nữa nè. Em còn bộ 30kg 32kg nữa màu hồng. Rồi, lên hồng đậm đi. Hồng đậm này chị là chưa có size hồng đẹp. Em chốt hồng đậm đi nha. Hồng đậm có size. Chị Trang Nhiên em chốt hồng đậm nha. Hồng đậm này, hồng đậm em chốt chị Trang Nhiên nha. Đây em đổi sang cái màu đây chị yêu này, của Mickey luôn, hồng đậm này chốt chị Trang Nhiên này, 70 ngàn luôn nè, hồng đậm này chốt Trang Nhiên luôn á. Ok chị yêu, dạ có chị cứ theo dõi like cho em lên liền à. Hồng này còn size của bé tầm là 32kg lại thôi, màu hồng này, hồng đậm hồng nhạt đó, lộn xộn cho em nghe, tầm bé là từ 23kg tới 32kg em, 23kg 32kg nha, đẹp ghê luôn á, 33kg giùm em. Em còn là 33kg size nha, một Mickey màu hồng ấy, còn ban hồng cho mà. Hồng đậm 24kg em chú Trâm Nguyễn đấy, 24kg cho em, ok chị yêu nha. Dạ ok chị yêu nè, 70 ngàn em tặng luôn. Phun này em chạy là hàng phun tô tông chính phẩm. Em cho mấy chị so sánh chất cho em, so sánh chất, so sánh giá giùm em. Hàng đẹp mấy chị nhận. Em là hàng, em bao hàng giá, em bao giá, bao chất. Chị Uyên à, mấy chị Trâm xin nút chia sẻ like với. Chị Uyên 28kg thì chị Trâm xin số điện thoại với nha. Chị Uyên nè, em tặng chị hồng đậm á. Chị Viên Ngọc thêm bộ hồng đậm nè, 30kg. Chị Trâm xin nút chia sẻ like với chị yêu nha. Cả nhà Trâm xin nút chia sẻ like là có đơn cho em nha, em tặng đốt luôn. Ok chị, bây giờ tặng nhé, tặng đầu like cho em nha nè. Ok chị 70 ngàn. Ok chị Uyên, em thấy số điện thoại chị rồi nha. Dạ chị ơi, ok chị nè. Dễ thương lắm. Dạ ok chị yêu nè. Em còn bộ nữa, size tầm 30kg 32kg, em còn xét nữa, màu hồng đồng bộ nữa, tặng 70 ngàn. Hồng nhạt này còn xét nữa nè, hồng nhạt. Ok, Bùi Diễm còn một xét hồng nhạt thôi, size của bé tầm là 30kg 32kg cho em nha, còn xét hồng nhạt này. 30kg 32kg nha, rồi em bộ hồng nhạt, cái hồng nhạt còn xét thôi. 32, 33kg rồi lại cho mày cửa. Đấy, 30kg 32kg cho em nha, hồng nhạt cho em nha, còn bộ này. Quần lửng như này cho mấy chị là cưng lắm. Đây, phong đường ngố. Rồi, 70 ngàn cho em nha, em còn bộ này. Rồi ba đẹp mấy chị ở trên phòng chốt bộ đây cho em tặng nút cả nhà là 70 ngàn cho em nha. Rồi chị nào có size bộ đây chút nhanh đây còn xét cho em nghe nè, tặng nút bộ đây là 70 ngàn. Rồi em lên bộ đáp cái gì đây mấy cha, em tặng nút cả nhà luôn nè. Hồng 70 ngàn em chút thì thời trang Thúy Cải. Ok, thời trang Thúy Cải cho em, mấy chị nhớ đừng quên là phải chia sẻ like cho em nha, cho em xin nút chia sẻ like với. Ok chị nha. Rồi chị Thúy Cải có đơn cho em nghe nè. Rồi cái này em dám tặng cả nhà luôn, em đồng nha, tặng luôn. Em tặng thêm một ri bé trai nữa nha. Nhà em bán với chị tương trăm mấy á, 101 ngàn bộ đó. Màu xanh này có size bé tầm là số 14, là tầm 40kg cho em nghe đây. Xanh này 25kg tới 40kg màu xanh nha. Bộ đây là size đại, bán với chị tương 101 luôn á. Bây giờ mấy chị Trâm nút chia sẻ like cho em nha. Dạ Trâm xin nút chia sẻ like.
Rồi bộ nét tặng cá nhân là giá 85.000. Ok chưa? Size đại tầm là từ 25kg cho tới là 40kg màu xanh. Bộ đem bán 101.000. Bây giờ em tặng cá nhân là 85.000. Mấy chị chia sẻ like cho em nha, có đơn nha. Cho em xin nút chia sẻ like mấy chị ơi. Thấy nhô em nè. Rồi em tặng nút bộ đây là giá 85k. Hàng không đẹp mấy chị hoặc em hoàn tiền lại. Em nghe cam kết luôn, nếu mà hàng không đẹp chắc không đẹp. Em nghe hoàn tiền lại cho mấy chị yêu nha. Rồi lên bao hàng cả mấy chị nha. Em chị là đa số là 100% là thun vô tâm dính phẩm, hàng phun lạnh, hàng thun vô tâm dính phẩm, toàn hàng đẹp cho cả nhà. Đó, đồ bộ chuyên hàng đẹp cho mấy chị nha. Rồi sau này tặng 85.000. Xanh này bắt đầu nghe chốt nha. Ngọc Anh 26 cái có đơn. Chị Hướng Dương 2 bộ nè. Ok cho chị Hướng Dương 2 bộ giùm em hết 85.000. Đẹp lắm chị ơi. Chắc này em bao hàng cả nhà luôn á. Mặt xuống lắm. Mặt đẹp và mặt mát cho em nghe nha. 26 ký à. Ngọc Anh 26 ký bị nhỡ cỡ quá rồi. 85k nè. Hướng Dương 2 bộ cho em nghe chị nha. Đẹp lắm. Bé chị 40kg luôn hả? Ok. Chút có bụi cho chế luôn. Cái này con to động đỏ cho em nghe. Em còn là mấy bộ này số 13. Rồi ok gậy cho em nha. 35kg á. 40kg em hết size rồi. Rồi chị Minh Anh 26kg à. Ok chị ơi nè. Ngọc Anh 26kg hết size cho em nha. 18kg không có sai chị ơi, cái hàng này có 18kg giùm em. 33kg cho chị Tâm Tích. Dạ chị Tâm Tích có là chị. Mấy chị cho em nút chia sẻ like với. Cả nhà cho em xin nút chia sẻ like với. Tâm Tích là 3kg có sai cho em nha. Chị thương lắm. 35kg em chứ chị Tắc Đạt ơi. Em còn bộ 35kg chị có lấy không? Em còn bộ 35kg giùm em. 40kg em hết sai rồi, 27kg hết sai. 38kg hết sai. Em còn một bộ nữa này cả nhà, mới nhận hàng chắc vải đẹp lắm. Cảm ơn chị Tú Linh, em bao hàng cả nhà. Em còn bộ số 13 này, chị để chốt còn bộ số 13 cho em nha. Còn bộ số 13 thôi, tầm bé là tầm 35 ký lại thôi mấy chị nha. 32 đến 35 ký giùm em. Em còn xếp số 13 cho em nha. 32 đến 35 ký giùm em, chị để chốt không còn xếp thôi. 32 đến 35 ký nha cả nhà. Em bao hàng với chị, em lấy đường hàng em chắc em bao chắc cả nhà luôn à. Thôi em chị là 100% thu vô công dính phẩm đây. 35 cái còn lại có size 33 đến 35 cái cho em nè. Em còn một set thôi, chị được chốt một đây không? Đấy. 32 đến 35 cái chị em đẹp lắm. Còn một bộ cuối cùng nè, 85k về em nha. Đấy. Đây là màu xanh cả nhà nha, xanh này còn set cuối cùng cho em 85.000. Đẹp lắm. Chắc vải ta xuống luôn mấy chị nha, hàng xịn sò luôn. Xanh này còn bộ về nó chắc là xanh nha, xanh cho em nha. Rồi. Xanh nha cả nhà nha. Ok chị xin nô ok chị. Chị nào không có size bộ đây hả? 38 cái sợ hơi nhỏ cỡ mấy chị ơi. Còn bộ cho em nghe chị là chốt nốt cho em bộ đây không? Còn bộ 35kg này, 35kg chúng mình mới thấy 35kg chỗ này nào đấy nè. Chị Nguyễn, chị Phương Nguyễn á, Phương Nguyễn 35kg có lấy không? Chị Hồ Thị Ngọc Mỹ. Hồ Thị Ngọc Mỹ ok chị yêu nè. Hồ Thị Ngọc Mỹ. Rồi ok em biết chị Hồ Thị Ngọc Mỹ comment chú. Chị Vĩnh Khang ok dự phòng mà chị yêu nha. Dạ, bộ đẹp lắm chị ơi. Em bán 85.000, bộ đem bán 104.000. Bây giờ tặng cả nhà 85.000 đầu like. Giá này giá đầu like em tặng cho chị lấy tương tác cho em nói chuyện nha, chứ mà giá em bán đâu. Rồi, em lên thêm một mẫu nữa, em tặng cả nhà luôn, thôi tặng lên một cam này. Ok, em tặng thêm một cam nữa, bé trai luôn này. Đây, tặng này là bé trai, tặng này nhiều rồi. Tặng này cà ri mấy chị yêu nha. Thêm bộ bé trai một cam nữa này. Hàng bao đẹp mấy chị ơi, em bao hàng bao chắc. Cả nhà cứ về nhận hàng mấy chị so sánh cái chắc cho em nghe là mấy chị biết thôi. 40kg size nha. Rồi từ 25kg đến 40kg cho 1 cam là tặng nút 1 cam luôn. 25 đến 40kg cho em. Rồi lên 1 cam cho em nha. Mấy chị nhìn cái lai quần của em nghe nè. Đó. Mấy chị thấy nó phối hai màu đẹp lắm nha. Em tặng luôn 85.000. Màu cam là 85k cho em nghe. Trời ơi đẹp ghê luôn mấy mắt. Cam mấy chị em bộ cam này. Đó. Bao hàng cho cả nhà cam là 85.000. Từ 25kg cho tới là 40kg cho em màu cam tặng lúc cả 85.000. Cam mấy chị màu cam này. Trời ơi đẹp lắm mấy mắt. Cam 38kg chút thì Tú Linh nè. 38kg chút thì có sai. Rồi 85k nha cả nhà nha. Chút thì Tú Linh nè. Chị Hướng Dương ơi, em còn 25kg 38kg có sai. Em chút chị 2 bộ được không? Chị Hướng Dương em chút chị 2 bộ nha.
chị hướng cho em trước chị hai bộ thôi nha, được không? Chị có lấy hai bộ được không? Không lấy em trước cho khách nè, chị lấy hai bộ được không? Mít bé 40 kg hết size rồi, 27 kg à, đây trong bụng nè. À, chị Hướng Dương chị chốt được hai bộ được không? Ok em chốt nha, ok chị em chốt được hai set nha. Cả nhà tranh thủ chốt đi mấy chị, hàng đã bao đẹp cả nha. Dạ thun cô tông chính phẩm mấy chị ơi, thun cô tông chính phẩm cho em nha, chắc vải đẹp lắm. Rồi ok chị yêu nè, 27 kg chị Hồng Nhi, 27 kg à, 27 kg lỡ cỡ mấy chị, cái size nó lại bị lỡ cỡ. 27 kg em chốt cho Hồng Nhi nè, Hồng Nhi 27 kg giùm em nè, 85k. Rồi chị Viên Ngọc em hết size 29 kg rồi chị ơi, 26 cũng hết size luôn. Chị Lan Nguyễn, chị Phát Đạt lại comment sau rồi, 32 kg em chốt chị Hồ Thị Ngọc Mỹ. Hồ Thị Ngọc Mỹ có đơn cho em chịu nha. Dạ 85k hàng, em chị là hàng thun cô tâm chính phẩm nên là mấy chị về cứ kiểm tra hàng cho em thoải mái nha. Rồi bao hàng cho em nha, chị kiểm tra hàng thoải mái cho em nha. Rồi bắt đầu em nghe lên mẫu khác cho cả nhà nè. Đây ok chị yêu, mấy chị cứ lên số ký em nghe chốt, ngày mai chị có nhân viên điện thoại tư vấn lại cho mấy chị một lần nữa nha. Bộ đây có size 10 kg đến 40 kg có size nè. Rồi ok chưa. Rồi lên bộ gấu đỏ, bình thường gấu đỏ em bán mấy chị là giá bao nhiêu ta, 90 với 100 đúng không, 90 100 bộ gấu đỏ. Thì bây giờ bộ đem đầu ra em tặng cả nhà luôn, bây giờ em tặng nốt ri ra nữa xong rồi em lên hàng bán nha cả nhà. 10 kg cho tới là 40 kg giùm em, gấu đỏ em tặng cả nhà là giá 80, nhí đại luôn, 10 kg đến 40 kg nhé. Rồi 80 cho em nghe. Đấy mẹ gấu đỏ cho mấy chị 80 nè, gấu đỏ chút thời trang củ cải đồng giá luôn, tặng nốt ri đây mấy chị, rồi sau em lên hàng bán giá này em nghe, giá tặng mấy chị cho 28 kg nè. Rồi 33 kg hết size chị yêu nha, đẹp lắm, em tặng nốt bộ đây là giá 80 ngàn cho em nghe, em đẹp không lấy tiền. Mẹ gấu đỏ chút chị hai bộ thời trang củ cải hai bộ nha, giá 80 ngàn cho em nghe. Rồi mấy chị mua hơi bị đẹp luôn á, gấu đỏ cho em nè, em chạy là hàng thun cô tông chính phẩm mấy chị nha. Rồi ok 80 ngàn cho chị củ cải thêm một tép nữa nè, gấu đỏ mấy chị nha. Chị Chi Yên gấu đỏ 28 kg ok chị yêu nha, Chi Yên nè, Chi Yên gấu đỏ 28 kg chứ ok chị yêu nè. Dạ 21 kg em chốt chị Trâm Nguyễn, 21 kg có size này, Trâm Nguyễn có đơn cho em nè, 21 kg có size cho em nha, bộ chất đẹp lắm chị yêu, yên tâm cho em nha. Ờ ok chị nhé, 21 kg giùm em nha, cho Nguyễn cho em nè, 80. Ờ gấu đẹp lắm cả nhà ơi, cho Nguyễn lỡ cỡ son quá rồi, Lâm Nguyễn bị lỡ cỡ út nương lê này, Lâm Trâm Nguyễn bị lỡ cỡ size, nó hết size cho em nha chị yêu, bây giờ bị lỡ cỡ size số 9 rồi, không có size số 7. Rồi chén là đây, chị út nương lê 13 kg cái size cho em nghe nè, chắc phải không đẹp em hoàn tiền lại cho mấy chị luôn á nha, chắc phải mày nói đừng, mình nói chắc phải không đẹp đang nghe hoàn tiền rồi đó chị luôn. Em bao chắc bao giá cả nhà luôn á, gấu đỏ Trâm Nguyễn 20 kg em còn số 6 chị ơi, số 6 thì sập bé chị không vừa. Đỏ 38 kg chút chị Trúc Thanh, ok Trúc Thanh 38 kg biết size giùm em nha, tặng nốt của ra 80 ngàn cả nhà, không có 45 kg đâu em ơi, cái này cũng có còn 45 kg đâu. Ok cả nhà nha, 37 kg chút chị Thảo Thoa 37 kg cái size cho em nghe nè. Rồi ok chị nha, chắc đẹp lắm. Rồi 33 kg để em coi, 33 kg Nguyễn Tiên còn đơn không, còn hẹn 33 kg em chút chị Nguyễn Tiên nè, Nguyễn Tiên có đơn chị yêu nha. Dạ ok chị em chốt từ dưới ok cả nhà nha, số 8 hết size chị ơi, em hộ số 8 luôn á, còn số 6 à, không có còn size nên em không có chốt chế được á. Trời ơi bộ này còn size 2XL má ơi, quên, bộ này còn size 2XL luôn nè, 45 kg có size đem, còn size 2XL, chỉ còn size 2XL đó, chỉ còn số 6 thôi. Rồi 30 ok chị yêu nha. Rồi chị Út Nương Lê ok hai bộ cho em nha, Nguyễn Linh Nhi 38 kg à, 38 kg Nguyễn Linh Nhi à, ok Nguyễn Linh Nhi cho em nè, 38 kg size rồi nè. Trâm Nguyễn
Trâm Nguyễn Lộc, ok Trâm Nguyễn có đơn cho em nha. Trâm Nguyễn, Nguyễn Linh nghe nè, ok Trâm Nguyễn có bộ nè. Rồi em còn size 10 đến 18 viết cho em biết chị ơi. Em còn size 10 đến 18 viết cho em màu tay gấu đỏ. Em tặng lúc cả nhà 80.000, 10 đến 18 mới có size nha. Cả nhà nhớ tương tác chia sẻ like cho em nghe, đầu like mấy chị yêu nha. Rồi mã gấu đỏ cho em nghe, 10 đến 18 cái size nhân gấu đỏ nè, chắc bao phê không đường ngố cho em nha, không đường ngố cho em thích lắm bạn. Em còn 18 mới lại có size thôi, 10 đến 18 mới cho mấy chị nha. Rồi lên mã gấu đỏ cho em nghe, chị nào có size nhỏ không, mấy chiếc size nhỏ đâu hết rồi, đẹp lắm. 10 đến 18 cái size nha cả nhà. Rồi tiếp tục em lên mẫu đây cả nhà. Rồi ok cả nhà, đẹp lắm. Dễ thương lắm. Rồi em nghe lên hàng thiết kế nha. Rồi ok cả nhà, rồi bắt đầu em nghe lên hàng bán được mấy chị nha. Đẹp lắm cả nhà. Em lên màu đỏ hàng thiết kế cho em nghe nè, 10kg cho tới là 35kg size nha, màu đỏ nè, hàng thiết kế. Rồi màu đỏ cho em nghe cả nhà nha, màu đỏ nè, hàng thiết kế cho em nghe, cưng lắm. Ok chị yêu, gấu đỏ bao nhiêu, chị đang tặng là 40.000, bao nhiêu ta, chị đang tặng là giá 80.000 luôn, 80.000 em. Cái đây là cái gì, cái nơ. Rồi cưng lắm cả nhà, là kiểu là chân váy và chân váy đu cá, size bé tầm 9kg cho tới là 33kg nhé, 9-33kg em có size hàng thiết kế cho em nghe, màu đỏ này, sẽ chân váy cho em nha. Size nhí là em tặng cả nhà là 90 và size đại 100, hàng này hàng thiết kế nha. Rồi bắt đầu nghe lên hàng bán với chị từ 9kg cho tới là 32kg giùm em, 33kg thôi. Rồi 9-33kg cái size nha, màu đỏ này, sẽ chân váy chị nha. Cái chân váy này á, là mấy chị nha, chân váy này là kiểu là ở phía trước là tà ngắn, phía sau là tà dài, kiểu là đàn đu ké, nhưng mà nó rất là ngắn, gọn gàng, chứ không phải là kiểu là nó hơi dài đâu, nó không dài. Dễ thương lắm, hàng thiết kế cho em nha. À, áo phông nam chị đang có không, có size lớn không, mẫu nào ta. Rồi bao hàng như cả nhà nha, màu đỏ cho em nghe nè, nhí 90 và đại 100, hàng này có hai size, nhí với lại cho em tầm bé 10kg tới là 33kg cho em nha. Cái này hộp 35kg thì sợ mặt hơi bị, nó hơi bị rộng. Ok chị có, em lên màu khác cho, hàng thiết kế này hôm nay là có nhiều mẫu. Rồi lên màu đỏ, chị thích màu đỏ lấy màu đây cho em, cái này mặt tốt cho em nghe. Đấy, màu mặt cực rỡ, mặt cực rỡ cho em nghe, ok chưa. Màu đỏ cho em nghe, chân váy phía trước là bèo hết, bèo nhưng mà bèo là bèo ngắn, bèo dài nha, màu đỏ. Dạ 90 với 100 cho em. Size nhí 90 và size đại 100 tầm bé 9kg là được rồi, 9kg cho tới là 33kg cho em nha. À, có hai size. Rồi size nhí và size đại cho em có đơn cả nhà nha. Rồi lên màu đỏ cho em nghe nè, đẹp ghê luôn á. Rồi chế cho mặt đỏ cho em, đỏ cho em nghe. Rồi để em lên màu khác cho có. Rồi à, áo phao đá nè, ok. Rồi chị lên cho áo lạnh đúng không. Mặt đỏ chị cho màu đỏ cho em, màu đỏ cho em nha, đỏ. Rồi tiếp tục em nghe lên màu đây cho cả nha, cưng lắm luôn. Chết này áo đỏ 28kg chút gì dịu dịu nè, ok chị yêu. Mấy cái bộ đó đẹp lắm mấy chị ơi, chắc phải này bao hàng cả nhà nha. Bộ đỏ cho em nghe nè, cho em xem lại gấu đỏ, với gấu đỏ bây giờ còn size 16kg lại gì, có 16kg lại thôi. Đây cả nhà, nhìn cái bộ này, đây là cái size lớn cho mấy chị coi nè, nó đẹp lắm luôn á. Đây ở về nhà hàng bao đẹp luôn cả nhà ơi, mình thích lắm luôn à. Màu đỏ này, đỏ này có 35kg lại mất size, ví dụ 35kg lại thôi. Này phông to, cái này phông nhỏ, cái phông nhỏ, cái này là phông to cho em nghe chị nha, phông này đẹp lắm luôn. Ok chị dịu dịu có đơn nha. Cái đây hàng thiết kế mấy chị mặc được á, nó xinh lắm cả nhà. Rồi lấy màu đỏ cho em nghe, tầm 35kg lại có size màu đỏ cho em nghe. Rồi em lên tiếp bộ siêu nhân này, hàng thung lạnh bo bo cho em nghe, thương hiệu bo bo đẹp lắm, bộ siêu nhân màu đỏ. Rồi siêu nhân đỏ cho em nghe nè, thung quá à. Màu đỏ này, hàng bo bo cho em nghe nha, này không to lắm. Bộ đỏ cho em nghe, 40kg có size cho em nghe nè, bộ đỏ với chai. Rồi lên bộ siêu nhân đỏ này, tầm 25kg tới 40kg cho em nghe, 140. Cái này là 140 nha, hàng thương hiệu bo bo cho em nghe nè, hàng sẽ đà cho em bo bo, chắc xịn sò, tầm bé là từ 25kg tới là 40kg nha, màu đỏ. Ôi đẹp kia chưa cả nhà, cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nghe mấy chị nha, bên em bao hàng bao chắc luôn. Và nếu mà hàng xấu, mấy chị nói hàng xấu, nó nói một tiếng hàng xấu thôi, chất lượng không tốt, là em bao hàng cho cả nhà luôn, em bao hàng luôn cả nhà nha. Và hoàn tiền không tốn phí cho mấy chị yêu luôn. Rồi lên mã đỏ cho mấy chị, màu đỏ cho em nha, đỏ. À, bộ ngố mẹ bé có chị để em tiến lên cho. Bộ đỏ là tầm bé từ 25kg cho tới là 40kg nha, hàng thương hiệu bo bo. Rồi 140 dùm em nha, ôi cưng lắm mấy chị ơi, màu đỏ cho em nghe nè. Đấy 140 cho em nha, chắc đẹp lắm mấy chị, màu đỏ. Màu đỏ 40kg em chúc chị Thu Nguyễn cho em nha, đẹp lắm chị yên tâm đi. Và cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em nha, 40kg có 2 cho em nha, 40kg có 2 cái cũng được, số 16 to lắm. Rồi
140 nha cả nhà nha. Em còn lại 40 ký size cho em nha. Từ 25 ký tới 40 ký cho em nha. Màu đỏ cho em nha, khách hàng thương hiệu luôn. Ok chưa? Mặc thích lắm cả nhà. Đây hàng em chạy là hàng full cô tâm dính phẩm cho em. Rồi 140 mấy chị nha. Đây là màu đỏ cho em nha, màu đỏ đẹp lắm mấy chị. Em thử chút đỏ đi. 140 giùm em nha, đỏ. Ok chị yêu. Rồi. Em lấy tiếp một đây là màu cam này. Cam này có size bé 10 ký tới 35 ký cho em này. Ờ bộ đây hả? 10 ký cho tới là không, cái này có size to 45 ký giùm em. Đây là bộ cam với chị, bộ cam da tay này. Buma màu cam 10 ký 45 ký nha, ba size. Và có chị có bộ đồ ngố mẹ bé giùm lên cho. Đây là bộ cam hàng da tay 10 đến 45 ký nha. Size nhí 101, size đại 102 và size cổ là 103. Ba size cả nhà, ba size là ba giá khác nhau giùm em. 45 ký cái size với chị em màu cam này. Đẹp quá mấy chị ơi, da tay. Đây là hàng phun cô tông chính phẩm cho em nha. Chóc mặt bao phê. Đấy, rồi lên mã cam mấy chị nha. 45 cái size cho em, màu cam. Không đẹp nha, không lấy tiền. 3 size nha cả nhà nha. Nhí đại cổ cho em nha. Rồi nhí 101, đại 102. Và size cổ là 103 mấy chị nha. Đấy, 45 cái size cho em nha. Rồi, chớ là chóc mã cam cho em nha. Phun cô tông chính phẩm hết. Mấy chị được kiểm tra hàng thoải mái chứ nhận hàng cho mấy chị màu cam. Bé gái có chị yêu tỉ đi lên cho. Đủ màu. Rồi em lên bộ màu xanh nè. Màu xanh cho em nghe, màu xanh. Xanh này có size 10kg cho tới là 30. Hàng thiết kế cho em nghe, màu xanh nè. 10 đến 35kg có size cho em nghe, màu xanh. Ngố nhiều lắm, tiếp lên cả nhà cho. Trời ơi đẹp ghê chưa. Xếp quần đùi nha. Đây xếp quần nè cả nhà, màu xanh cho em nghe. 10kg cho tới là 35kg giùm em ở phía trước lưng bảng nha. Ở phía sau lưng chuông cho em nghe. Size nhí là 90 và size đại 100. Ủa đẹp ghê lắm mấy chị ơi. Hàng thiết kế nè, đẹp dễ thương lắm. Ở phía sau nha cả nhà nha. Đây là phía sau có cái nơi cho em nghe phía trước nè. Tầm là 10kg cho tới là 35kg cái size nha. Rồi quần ông trọng cho em nghe. Rồi có túi quần cả nhà nha. Phía trước lưng bảng và phía sau là lưng chuông. Mặc quy mù đồ cho em nghe, cưng lắm nè. Đấy chị thương chưa. Hàng thiết kế giùm em nha, chị dắt màu xanh nè. Có bé trai 29 kiếm, dạ có, chị để em lên cho. Rồi là màu xanh bé gái, cả nhà xanh nè. Dạ xanh nè, em chúc size nhí là 80, 90 và size đại là 100 nha cả nhà nha. Xanh này em chúc chị Tuấn Anh. Chị Tuấn Anh kìa, số điện thoại nha, chốt với chưa có số điện thoại. Tuấn Anh 30 kiếm, chưa có số điện thoại, lên số điện thoại em đây. Đẹp lắm chị ơi, 35 cái size nha. Tuấn Anh kìa, số điện thoại nha, chốt với. Nguyên set cho em nha, quần với áo cho em nha. Chỉ không quần ông rộng, quần chỉ đồ mang. Hàng thiết kế mấy chị nha. Rồi, nhí và đại cho em nghe các size nha. 90 với 100. Size nhí 90 sẽ là 100k, bộ siêu đẹp. Rồi, cam 40kg nữa. Là chị lấy thêm bộ cam đúng không? Chị lấy thêm bộ cam nữa đúng không? Ok. Cam 40, à bộ cam. Đây, cam 40kg ok chịu nè. Dạ ok chị nhé. Ok chị Thiên Kim Quách nè. Rồi ok chị nhé. Ship này có màu khác không? Màu xanh nó đẹp lắm chiêu. Xanh này bao hàng cả nhà luôn nè. Chị biết đơn của chị đi đơn chưa ta? Thiên Kim Quách có đơn của chị đi chưa? Rồi lên mà em có màu xanh nhé. Có màu hồng chị. Màu xanh màu hồng hàng thiết kế cho em nghe. Size bé 10kg tới là 35kg cho em. Bộ đẹp lắm mấy chị. Xin phụ chốt vào đây chị em đi. Hàng thiết kế đó. 90 với 100 nhớ chị nha. Ở phía sau có cái nơ cưng quá à. Rồi phía trước nha chị nha. Rồi bộ đây có hai màu, màu xanh với cái màu hồng cho em nghe. Màu xanh với màu hồng. Em có hai màu chị yêu. Màu xanh với màu hồng cho em nghe, tầm 10kg cho tới là 30 35kg lại cho em nó size. Cưng quá. Rồi lấy màu hồng của em màu hồng mấy chị nha. Màu hồng phối màu da cho em nè. Hồng phối da cho em nghe, chắc vải đẹp lắm chị yên tâm. Những cái hàng này chắc vải bao mềm, chắc vải sướng lắm. Đây cả nhà hàng thiết kế nè. Rồi lấy màu hồng 35 16kg em chốt chị ạ. Ok chị có chị em lên liền cho. Dạ đếm ra nắp file đi chị yêu cho. Rồi chị Quỳnh Anh này 16 cái size cho em nghe nha. 16 cái giờ 35 cái size này. Ok chị yêu nha. Hai bộ màu hồng. Chị này chút hồng của bên hồng nha. Chị Thái có hồng 30 cái size cho em nghe này hồng. Dạ 90-100 chị ơi. Hàng đã bao hàng nha. Rồi ok chị 16 cái size cho em nghe. Dạ chắc đẹp chị ơi. Chắc đẹp lắm. Mặc thích lắm. Hồng này em chúc chị Út Nương Lê 2 set 13kg với 23kg cái size này. Dạ hồng 28kg em chúc chị Chi Nguyễn. Ok em chúc chị Chi Nguyễn nha.
30 kg cái size cho anh nè. Hiền Thái cái size nha, Út Nhung lên 13 kg cái size cho em nha. Chắc đẹp lắm chị ơi, chắc mặc thích lắm luôn á. Cái hàng thiết kế này em bao hàng bao chắc cả nhà luôn. Xanh mặt à, chị Uyên à, chị Uyên chút chưa. Rồi ok chị nha. Xanh em chốt chị mít bé này. Rồi xanh này em chốt chị mít bé nha. Ok chị yêu nè, màu xanh. Dễ thương lắm chị. Hàng này bao đẹp luôn, mặc thích lắm, hàng thiết kế. Rồi xanh 35 kg ok chị yêu nè, xanh 35 kg cái size cho em nha. Rồi ok chị mít bé nè. Rồi chị nào lấy thêm màu nữa không? Chị nào lấy thêm bộ đen chốt luôn một lần nữa mấy chị yêu nha. Màu xanh nè, hàng thiết kế cho em nha. Ở phía trước lưng bảng cho em những bộ đồ đẹp lắm mấy chị. Màu xanh cho em có màu hồng, hai màu xanh và hồng nha. Ở phía sau này có cái nôi cho em cưng lắm. Đấy, rồi cưng lắm mấy chị. Bộ này mặc đẹp lắm cả nhà, mặc lên cái form đẹp lắm mấy chị. Đây nè, đó, mặc bộ đồ lên dễ thương cực kỳ luôn. Rồi là màu xanh cả nhà, màu xanh nha. Rồi màu hồng nè, màu hồng cả nhà nha, màu hồng nè. Để cho mấy chị có phía sau có cái nơ. Quần nó chỉ là quần ống rộng cho em nha. Đấy, ống rộng ống suông như thế này cho em nha. Đấy, mặc lên bộ đồ cưng lắm. Đấy, 90-100 nha cả nhà nha. Hai xanh với đại thôi. Một xanh với màu hồng nha, xanh với hồng cho em nha. Màu nào cũng đẹp. Đấy, xanh và hồng cho em nha. Cưng lắm, hàng thiết kế cho em nha. Chất vải bao đẹp, bao mềm mại. Chất vải mềm lắm. Rồi, xanh với 90, xanh đại 100. Này này có hai xanh với đại cho em nghe nha. Rồi, màu hồng cho em nghe này. Một xanh, màu này cũng đẹp. Chị đã lấy cái màu nào nữa anh lên cho. Chị đã lấy cái màu đây cho em. Em chốt luôn lần luôn. Dạ ok chị yêu, để em lên màu đây cho cả nhà nè. Rồi em lên bộ hàng su tinh kít cho em nè. Hàng thun lạnh cho em nghe, có size tầm là 60 kg có size nè. Mickey cho em nghe. Bộ Mickey màu hồng 10 kg tới 60 kg có size nha. Hàng của su tinh kít cho em nghe nè. Đẹp ghê luôn á. Rồi đây không được ngố cho nha. Size nhí là 101, size đại 120 và size cùng 130. Hàng nó có 3 size 3 giá, là tầm 10 đến 60 kg có size nha. Rồi lên bộ Mickey màu hồng cho em nghe. Rồi đây là chắc hàng thun lạnh đó chị nha. Rồi quần đùi cho em nha, quần đùi ngố, cưng lắm. Rồi 60 kg cái size cho em nha. Nhí đại cồ với chị nha. Hàng này có 3 size là size nhí, size đại, size cồ cho em nha. Size nhí, size đại và size cồ vậy rồi chắc mặc xuống lắm. Hàng này mặc cực kỳ đẹp luôn. Rồi hàng đây hàng phun của Sushin Kit cho em, hàng phun lạnh cho em nha, 3D. Rồi biết cái màu hồng cho em nha, 60 kg cái size. Cái này với chị mặc cặp luôn, hai mẹ con cho em nha. Đó, hai mẹ con mặc bộ đây cưng lắm, hàng mát mẻ với chị nha. Rồi biết cho điểm lên cho cả nhà. Rồi lên mặt Mickey cho nha. Size nhí, size đại, size cổ 101.000 là bộ size nhí, size đại 1.2 và size cổ là 130 dùm em nha. 60 kg có size cho em nè. Cái này hai mẹ con mặc đẹp. Đấy, hàng này có size tới 60 kg luôn em. Đấy, size này to. Form hàng này size to cho em nghe nha. Rồi ok chị yêu nè. Đó, Mickey màu hồng cho em mấy chị. Mặt Mickey màu hồng cho em nghe có đủ size. Rồi em lên tiếp bộ đây cả nhà. Bộ đây là hàng ok, lên bộ đai cho em à, 6, 7, 8 kg cái size này. Hàng thun lạnh cho em nha. Size X 50 kg thôi, bộ đai 50 kg cái size. Đây là một đống hàng thun lạnh thật thao. Rồi, mã bóng nâu, cả nhà bóng nâu nha. Bóng nâu này có size của bé tầm 12 kg. 12 kg tới 50 kg cái size nha. Bóng nâu cho em nha, cả nhà màu nâu nè. Đấy, màu nặng, màu xám nhé, màu xám, bóng xám. Bốn sáng là chắc hàng phun lạnh cho em nha. Bộ này cũng có 3 size, size nhí, size đại và size cô, tầm 10 kg tới là 50 kg cái size nha. Một sáng là bán sáng cho em nha. Hàng phun lạnh thể thao. Rồi size nhí 100, size đại 101, nhí 100, đại 101 và cô là 125. Út nâng lên là 3 bộ đúng không? Ok chị nè, 13 kg, 23 kg và là rồi ok, Út nâng lên 3 set cho em nha. 13 kg cái size cho em nha. Dễ thương lắm chị. Mấy cái bộ này dễ thương cực kỳ luôn á. Ok chị, 13 kg nè. 23 kg cái size cho em nha, 3 bộ. 52 kg cái size cho em nha. 23 kg này. Trời ơi, hàng này chắc đẹp lắm chị ơi. Hàng thun lạnh như thế này, chắc em nè. Xuống. Chắc vải đẹp lắm. Chắc lưng lên. 52 cái size cho mình.
Rồi chị cho biết kia nữa, em chốt luôn lần đó chị yêu. Rồi ok, út đưa lên 3 set cho nha. Có đủ đơn nha chị nha, có đủ size với yêu rồi. Rồi 3 bộ cho nha. Này Mickey cho nha. Đây là một màu xám. Mickey có 12 ký không có chị Thoa Quỳnh. Có 12 ký size cho chị ơi, đẹp lắm. Mickey đầy 60 ký giúp chị Châu Huệ cho em. Dạ ok chị yêu, chờ em chút. Dạ ok chị yêu. Áp fan chưa like. Dạ áp fan chưa like chị yêu. Ok chị, 55 ký giùm em. Sáu mươi ký nè. Rồi ok chị, 55 ký cái size cho em nha. Thì bây giờ em còn size 45 ký lại cho em nghe thôi. Em còn size tầm 18 ký, 10 đến 18 ký giùm em. 14 ký, 18 ký, là bộ là 45 ký giùm em. Mickey nè. Đây chị yêu nha. Mickey này bây giờ em còn size bé là 14 ký tới 10 tới 20 ký. 14 ký tới 20 ký và một bộ tầm 45 ký giùm em. Bộ dạng bé trai ok chị đem lên nha. Rồi ok chị ạ. Chị Thoa Huỳnh em có đơn nha, em chúc chị rồi. Mickey bây giờ còn 14 ký tới 20 ký và một bộ là tầm 45 ký giùm em. 40 ký 45 ký nha. Đẹp lắm. Rồi, hàng đây hàng của Su xin chiếc hàng chắc hàng thun lạnh nha. Rồi, mẫu đây là 100.000, size 100, size đại 101 và size đặc. Cuối cùng size cô là 130, 101 với 130. Dạ ok chị yêu, để lên mẫu cho cả nhà này. Dạ có hàng. Em lên hàng Việt Nam chất lượng cao cho cả nhà này. 10 kg cho tới là 30-35 cái size cho em nha. Hàng này hàng của Yoko nè, hàng Việt Nam chất lượng cao mấy chị đã thấy nè. Đẹp lắm. Size nhí là 100, size đại là 100, nhí 100 và đại 101 cho em nha, màu xanh nè. Đẹp lắm cả nhà. Đó, thương lắm. 35 cái loại có size nha. Rồi, ok chị yêu nè, đại là màu xanh cho em nha. 10-35 cái size cho màu xanh. Ủa đẹp lắm cả nhà, em chạy là hàng phân vô tâm chứng phẩm 100% hết. Rồi là màu xanh cả nhà, 35 ký lại có xanh nhé, 100 lại 101. Phun đẹp lắm chị ơi, chắc mặt xuống lắm. Chắc này bao hàng cả nhà luôn nè, về nhận hàng bao phun. Bao form luôn mấy chị nha, bao form luôn nè. Chắc vải mà cực kỳ đẹp luôn. Rồi size của bé tầm là 10 ký cho tới là 35 ký giùm em. Xanh em trước chị Ngân Giang, bộ này đẹp lắm chị. Hàng Việt Nam chất lượng cao luôn á, nó có. Ok chị nha, xanh cho em nha nè. Chắc vải không đẹp nha, không lấy tiền đâu mấy chị. Ok chị Ngân Giang có 15 ký cho em có size này. 27 ký em chốt chị Nguyễn Loan. Nguyễn Loan 27 ký size dùm em. 19 ký em chốt chị Thu Nguyễn 27 ký em chốt chị số 10 luôn chứ yêu. 27 ký chốt chị số 10 luôn nha. Dạ có mẹ bé cho em nha chị. Có mẹ bé cho em nha. Thu Nguyễn 19 ký cho em nha. 19 ký chốt số 7. Rồi chị Lương Thúy chị Lương Thúy 33 ký cái size cho em chị nha. Dạ đẹp lắm chị, 33 ký chị Lương Thúy có đơn cho em nha này. Chị Úc Đời là tầm 30 ký hả chị, 30 ký với 35 ký chứ chị. Ok Úc Đời nè.
35 viên chất xoài nè. Rồi 30 viên chất xoài cho em nha. Nguyễn Long 27 28 kg là cùng một size. Rồi 33 kg chị Hạnh nó em hết size rồi. Hạnh nó em hết size rồi. Cái còn size bộ đây tầm 10 kg tức là 23 kg cho em. Mà đây còn size bé là 10 đến 23 kg nha cả nhà nha. Rồi ok chịu nè, 10 đến 23 kg cái size cho em nha. Đây là màu xanh cả nhà nha. Cái gì cứ chốt đơn đi, sáng mai sẽ có nhân viên tư vấn lại cho mấy chị một lần nữa trước khi đi đơn mấy chị nha. Đây là màu xanh cho em nha, là màu xanh cho em nha. Đẹp lắm, chắc là bao hàng cả nhà, màu đẹp nữa. 100-101 nhà hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng của Yoko. Bao đẹp ở nhà nè, thương hiệu hết nè. Rồi màu xanh em, màu xanh bé là tầm 24 với lại cho em nha. 10 đến 24 cái size cho em nha, màu xanh nè, 100-101. Màu nào nữa ok, để chị Lâm cho thêm một màu nữa chứ. Dạ ok chị yêu. Dạ ok chị có, để Lâm màu khác cho cả nhà. Em lên thêm một cái màu nữa, cái gì màu đây cũng đẹp lắm luôn nè. Màu đây cũng đẹp lắm nha. Màu vàng nha. Em lên cái màu vàng này mấy chị Hải ngon ơi, chị đổi sang cái màu vàng cho nghe được không? Màu kia hết size, chị đổi sang cái màu vàng được không? Màu vàng cũng đẹp lắm. Rồi, màu vàng của size cũng tầm 10kg, 35kg cái size nha, màu vàng nè. Chỗ cái chất bãi em chị là hàng Trung Quốc công chính phẩm hết mấy chị nha. Mấy chị em bao hàng, mấy chị chất này em bao chất cả nhà luôn. Shop nhà em nha, bao hàng bao chất luôn. Cái chất bãi nhà em nha mấy chị nha. Thật sự mấy chị cứ đi, đừng có đi so sánh những cái shop khác cho em nha. Em bao chất luôn mấy chị nha, nó đẹp lắm. Về chất bãi mấy chị về cứ kiểm tra hàng chất bao đẹp. 35kg em cứ chị Hương vỏ. Chất size cho em nha này. Phôm này to, phôm này đẹp lắm cả nhà. 33kg em cứ chị Hải Ngân. Hải Ngân 33kg chất size cho em nha. Chị Lâm Nhi 33kg hết size dự phòng chứ yêu nha. Rồi ok chịu nè. Lâm Nhi dự phòng thôi chịu nha. Rồi đẹp lắm chứ yêu. Vàng 14kg. Chị Lâm Nhi lấy số 12 được không? Lâm Nhi lấy số 12 được không? 12 thôi nha. 38kg em hết size chị Tú Linh ơi. Bộ đẹp 38kg em hết size rồi. 14kg em chứ Út Lương Lê. Đẹp lắm chị yêu, 14 hết size cho em nghe nè. Chị Hải Yến á, Hải Yến 14 kg hết size rồi. Hải Yến 14 kg hết size. Chị Thu Nguyễn, Thu Nguyễn 19 kg á. Hải Yến ok chị chốt hộ em luôn. Lấy số 5 nha, Hải Yến lấy số 5 luôn nha. Rồi không chốt chị số 12 thôi. Hải, chị Lâm như chốt chị số 12 thôi nha. 35 ghi lại cho em chị ơi. 35 ghi lại có size cho em nha. Rồi màu vàng bây hiện tại màu vàng thì còn size số 32 ghi lại, 31 ghi lại thôi. 31 ghi lại với chị nha. Rồi màu vàng cho em 31, 32 ghi lại cho mấy chị ơi, màu vàng này. Đó đẹp lắm. Em chúc chị bộ size mức số 12 nha. Ok chị, rồi ok Hải Yến nè. Đây là mã vàng nhưng màu vàng cho em nha. Phương lắm luôn á. Đây còn size đến 10kg đó là 32 ghi size cho màu vàng. Màu này đẹp lắm. Rồi ok chị Hải Yến, em lên một khác cho chị, chút một khác cho chị, đổi sang một khác cho em nha. Em còn số 11 to, em còn số 11 nữa, chị này chốt màu đen không, màu vàng cho em nha, thương lắm. Vàng số, lấy 32 ký là lấy số 12 thôi nha, 32 lấy số 12 thôi, ok chưa, lấy số 12 chuẩn luôn nha. Rồi tiếp tục em lên một màu xanh này, màu xanh lấy có 35 ký lại cho em nha. 35 ký lại có size nha cả nhà nha. Hải Yến lấy màu xanh đây được không? Em lấy màu xanh này đẹp nè, xanh này chỉ có còn size này. Màu xanh này có size đến 10kg, đó là 35 cái size màu xanh. Đẹp lắm mấy chị, cái hàng mấy chị nên chốt cho em nghe đi. Hàng mạch xuống lắm, 100-101 ngàn thôi, mấy chị cứ kiểm tra hàng cho em nghe chắc phải đẹp lắm. Em nói thật sự mấy chị, giờ mấy chị cầm 100 ngàn mấy chị mua chưa được bằng cái chất của em bán, em nghe bán đâu. Không bằng một chất em nghe bán đâu mấy chị. Mạch đẹp lắm cả nhà. Rồi xanh nè, xanh này 30kg, 35kg, chút Út Đời 2 xế cho em nghe nè. Xanh nè, màu đẹp lắm cả nhà, xanh. Trời ơi, hơi bị đẹp luôn cả nhà, chất đẹp lắm. Rồi xanh này 35kg chất Út Đời, một set bự nè. 35kg là 30kg có size cho em nha, hai bộ. Thu nhâm mạch mẹ hả, để kiểm tra thứ gì không nhớ luôn em.
chụp ký em chút gì út đời có đơn chị yêu nha, thương lắm, mua một xanh cho em nha. Xanh này còn lại 33kg lại trên website, út đời có 2 set cho em nha. Đây chị yêu đó, chị Hà Yến có lấy màu xanh đây không? Màu xanh nó đẹp nè, có lấy luôn, em lấy bộ đây cho chị luôn rồi. Còn size số 14 cái size này, chị lấy luôn không? Rồi, nó màu xanh cả nhà nha, xanh lên màu đẹp lắm, xanh da trời. Màu xanh da trời đây dễ thương lắm. Tầm 33 cái lại có size cho nha, xanh da trời. Rồi, 100-101 keo một xí cho em nha. Này nó có hai size, size nhí và size đại cho em nghe nha. Chắc là bao phê. Chắc đẹp lắm cả nhà. Rồi, màu xanh cả nhà nha. Màu xanh chị em nghe. Có đỏ không? Dạ có. Thì có đỏ sao để em coi tìm có đỏ. Rồi ok chị để em tìm nha. Rồi là màu xanh cho em nghe. Để xanh nha cả nhà. Có 29kg này chị ạ. À, chị Lê Trinh chị chọn trên like cho em nghe luôn ơi. Chị chọn trên like cho em nghe nha. Cái này có 29kg cái size cho em. Còn 29kg chị ở chốt không? Cái này còn 29kg chị có thấy luôn một đây không? Màu xanh này chị thương lắm. Rồi xanh này còn lại 33kg cái size cho em nha. 10-33kg cho em cái size. 38kg thì bộ đem hết size rồi chị yêu. 38kg là một khác nha chị yêu nha. Còn cái dòng này tầm 35kg rồi lại có size thôi. Chị đã chốt đúng một đây em chốt luôn cả nhà. Dễ thương lắm. Cái hàng đồ lạnh bây giờ cũng không có hàng nhiều. Đồ lạnh thiệt sự là em nghe cũng không có hàng nhiều mấy chị. Đây. Đây này chị ơi, 38kg thì lấy một xanh màu đây cho em nè. 29kg thì chị lấy em cái màu màu đây có size này. Màu vàng. Lấy màu vàng không? Vàng này có 29kg cho em nghe nè. Đó. Cái chút vàng cầm em màu vàng cho em nghe. Vàng này có 29kg có size cho em màu vàng. À, lấy vàng cầm em màu vàng nha cả nhà. Vàng này còn vàng này có 29kg cho em. 32kg lại cho em vàng này. Em còn size 10-32kg màu vàng cho em nghe. Đẹp lắm, lấy vàng không chịu. Rồi 100-101 ngàn hàng Việt Nam chất lượng cao chị ơi, mặc xuống lắm, cũng đẹp lắm. Rồi ok lên trên lấy vàng cho em nghe nè. Ở vàng giờ hết 38 mấy chị ơi. Bà này hết 38 cái rồi em lên một khác cho chị yêu. 38 cái em lên một khác cho. Chị lên trên là có số điện thoại rồi chị yêu. Trên app có số điện thoại rồi. Ờ xanh lá hai bộ hả? Ok xanh lá bỏ đâu rồi? À xanh lá. Em còn xanh lá thì còn hàng đây. Chị em chút vô nha. Xanh lá pyjama caro còn chị để em lên cho. Rồi xanh lá 15kg và 20kg ok chị yêu nè. À, 15kg cái size cho em nghe. Rồi bộ là 20kg cái đơn. Ok chị xanh lá có 2 bộ cho em nghe. Úp lưng lên có 2 set cho em nghe nè. À, ok chị yêu. Màu đỏ. Úp đời là đỏ bao nhiêu ký cho em nghe. Đỏ chị lấy bao nhiêu ký. Kèm chút em lên mẫu cho. Xanh lá hết 38 mấy chị ơi, không có 38 đi. Màu đen không có 38 đi mẹ em. Chị lấy một màu cam này. Để em lên cái mẫu đây có size 45kg lại nè. Mẫu đây có 101, 102, 130, 145kg màu cam nè. Màu cam này 10-45kg cái size nha. Buông mang màu cam này cả nhà. Các chị sọc viền nha. Các chị sọc vào tay áo cho em nha. 10kg-45kg nha. À, đỏ chị được ok chị để em tìm đỏ cho. Chị em chút em tìm màu đỏ cho. Rồi là màu cam tầm 45kg nha cam nè. Đẹp lắm màu cam hàng phun cô công chính phẩm. Em có size bé là 10kg-45kg cái size nha màu cam này cả nhà ơi, cưng quá. Rồi nhí 101, đại 102 và cổ là 130. 10-45kg cái size cho màu cam. Đây, chị lấy màu cam này có size chứ yêu, cam này. Rồi lên màu cam với chị màu cam này có size 45kg cái size gì em, 101. À, vàng 24kg nha. Vàng 24kg em chứ chị Lan Ngọc bộ vàng 24kg em bỏ đâu rồi. Bộ vàng 24kg size vậy em nha, màu vàng. Ok chị Lan Ngọc có đơn nha, vàng 24 cái giùm em. Màu đỏ hả? Rồi để em tìm màu đỏ cho chị cho. Đỏ nó nằm ở góc full trường nào đây. Màu đỏ. Màu đỏ ok chị, đỏ cho em nghe này.
Lấy chị số 9 chị ơi, 24 kiếm một bàn lấy chị số 9 được không? Lấy thêm 18 á. Ok chị, đỏ em chút chị út đời hai bộ cho em nghe nè, đỏ 35 kg. 35 kg một bộ là 30 kg có size cho em nè. Màu đỏ. Đỏ 35 kg có size nè chị yêu. Rồi đỏ đây 30 kg có size cho nha, 30 kg nè. Đỏ này còn 33 kg có size nha. Rồi. Lấy thêm bộ màu xám. Ok chị, để em có một đây. À, màu xanh 45 kg rồi, để em lên màu xanh nha. Em lên cái hàng 45 kg mà chị chốt sau cho em chờ em chút. Màu đỏ này. Rồi ok, đỏ đây còn size tầm 33 kg size nha, màu đỏ này. Lấy thêm màu đỏ chị yêu. Thế là lấy thêm màu đỏ, màu này đẹp lắm mấy chị. Màu này cũng đẹp luôn á. Rồi, 100-101 ngàn nha, màu này có hai size, dạ xin nhí là sẽ đợi cho em nghe chị ơi. 100-101 ngàn một set cho em nghe. Rồi, bộ đây có tầm là 33 kg lại có size nha, chị là chưa chốt được một đây, mấy chị chốt một đây cho em nghe đi. Thương lắm, màu đỏ. À, màu đỏ cho mấy chị, màu đỏ cho em nha. Đấy, màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh la, màu xám. À, màu xanh da trời. Đấy, 6 bộ đồ, ok chị yêu. Rồi, đồ lạnh mấy chị nha, đồ dài tay cho em nghe nè. Rồi, mỗi đây có còn 33 kg lại có size. 36 kg điểm lên màu khác chị yêu, còn cái mẫu đây tầm 33 kg lại thôi. Đồ lạnh đó anh em, bây giờ cũng không còn hàng nhiều với chị. Bây giờ là chuẩn bị là chị lên hàng Tết rồi. Chuẩn bị là em sẽ đổ số hàng Tết cho chị nha. Chứ còn đồ, bây giờ đồ lạnh đồ bộ cũng hơi hiếm mấy chị nha, chứ có hàng. Rồi là màu đỏ cả nha, màu đỏ cho nha. Đỏ đây chị lấy chút đỏ nữa. Màu đỏ dạ không có trắng chị ơi, cái dòng này không có trắng. Màu đỏ nha. Dạ ok chị yêu, chờ em chút. Màu đỏ cho em nha. Rồi. À, vàng 35 kg hết size chị ơi. Không có vàng 35 kg hết size, là 35 kg hết size. Chị lấy thêm cái màu xám đi. Em có màu xám nè. Xám 35 kg có size này, xám này. Chị là này hỏi xám này. Xám này còn size 10 đến 35 kg có size cho màu xám cho em nha. Ôi cưng quá, xám này. Rồi xám này có size bé là 10 đến 35 kg giùm em. Cái này còn 35 kg đổ lại cho em nghe này, chị có chút màu chị Út Thương đổ sang màu xám cho em nghe đi. Đây, ở Buma còn màu nào nữa? Rồi còn Buma điểm lên màu khác cho. Buma còn màu. Rồi màu xám đó mấy chị, màu xám cho em nghe 10 kg tức là 35 kg một cái size cho màu xám. Rồi cái màu này màu hết rồi đó. Riêng cái mẫu này còn cái màu đen nữa thôi. 35 kg size cho màu xám này. Lấy tông trắng thì lấy màu đây cho em á. Xám số 6 chút kim on này. Rồi ok nha. À, xám 15 kg em chút chị Ngân Giang. Xám 29 kg chút chị Lê Trinh. Rồi 15 kg có đơn gì em nghe này. Xám đẹp mà, xám đẹp. Xám này em chút chị Lương Thúy. Lê Trinh 29 kg có đơn cho em nghe. Rất đẹp lắm chị ơi. À, 101 ngàn chị Phương Thảo Nguyễn. Sai nhí 100, sai đại 101 dùm em. Chị Lê Thúy số 12 có đơn dùm em. 35 kg chú chị Út Phương. Chị Lê Thúy 33 kg ha. 33 kg gì lấy số 13 đi. Áo phao có chị ơi. Rồi ok nha chị yêu nha, hàng Việt Nam chất lượng cao nha mấy chị ơi. Đây nè. À, 33 kg chú chị số 13 chị Lương Thúy. À, em chú chị Trúc Thanh bộ nè. Ok Trúc Thanh nha. Rồi xám này còn size biết là 26 kg lại thôi. Xám còn 26 kg lại có size. Màu xám này còn 26 kg lại có size nha. Có màu khác này, để em lên bảo chị Buma nè. Cái màu lắm. Rồi xám em chút chị à. Chị chút Thanh rồi, xám nó còn từ số 1 tới số 9 nha. Tầm 26 kg lại có size thôi. 10 đến 26 kg màu xám nha mấy chị, tiếp màu xám cho em nha. À, rồi, 10 kg tới là 29 kg có size cho em nha. Ok chị yêu nè.
sáng còn 35 ký em giải hết size chị, em còn 26 với lại cái size nó sáng. Sáng này còn 10 đến 26 ký cái size với chị 18 nha. Rồi, bao hàng như cả dành nha, một sáng cho em nha. Dạ ok chị, để em lên cho. Puma này, Puma màu xanh này, các size bé 10 kg, 45 các size cho em nghe này, 101, 102, 103, 3 size 3 giá cho mấy chị nha. 10 đến 45 cái size là size nhí, size đào, size cổ cả nha. Rồi là màu xanh đậm, mấy chị Puma xanh đậm cho em nghe này, phun cô tông kiến phẩm hết. Cái này 10 đến 45 cái size cho mấy chị xanh đậm cho em nghe. À này cũng có nhiều màu lắm, cái này cũng có nhiều màu. Rồi 45 cái size cả nhà nha. Cái này có size to nè. Mấy chị chốt món đồ đây cho em nha. Chị nào 40 kg 45 kg mấy chị chốt một đại cho em nha. Rồi 100, 101, 102, 101, 102, 103. Này này có 3 size cả nhà nha. 3 size với đại cổ cho em nha. Màu đa đẹp này cả nha. Màu đa đậm đè cho em nha ha. Bé trai này có màu đa đẹp lắm. Màu đậm. Rồi 45 cái gì đó chị em màu đậm cho em nè. Màu xanh, mua màu xanh cho em nha. Rồi phối với màu xám. Rồi em chị là hàng phun cotton dính phẩm hết. 10 kg cho tới là 45 cái size nha. Đây, đẹp lắm cả nha, chắc hàng bao đẹp. Mã này xuống á, trời ơi chắc là bao xuống cả nha, chắc không đẹp nha, không lấy tiền. Rồi lên mã Puma mấy chị Puma cho em nha. Màu xanh, comment xanh đậm mấy chị lên xanh đậm em chốt nha, xanh đậm cho em nha. Áo khoác đẹp lên áo khoác cả nhà nè. Rồi, bao đẹp dùm em mấy chị ở bạc xuống lắm. Rồi chờ em chút nè. Áo phao. Rồi áo phao, em lên áo phao cả nhà, áo phao nè. Áo phao bộ gì ta, bộ gì ta. Chị lên trên bộ nào. Chị lên trên này chị chút bộ nào cho em nghe. Mấy bộ này đẹp mấy chị không lấy hả? Hàng đây hàng không cô tông dính phẩm mà đẹp lắm, không chút có bộ đây uổng. Áo phao này chị ơi, áo phao này. Trời ơi áo phao này tầm bé 26 với lại có size chị em nghe thôi. Rồi ok lên xếp bé gái đệm lên cho. Áo phao bé trai này, màu đẹp dễ mang luôn. Em còn sao, cái này có 26, 27 với lại mấy chị ơi, cái này không có size lớn nha. Áo phao cho em nghe, trời ơi trong có chồng bông hết toàn bộ cho em nghe, chắc đẹp lắm cả nha. Áo phao em bán với chị là 199.000 cho em nha, áo phao. Phao này 199.000 áo cho em nha. Chắc vải đẹp cực kỳ luôn. Cái phao này có phao bé trai bé gái thì mấy chị đủ hết toàn bộ cho em nha. Rồi. Tặng cả nhà thôi. 190 đi. Ok cho em 190, áo phao là 190 cho em. Đấy cả nhà ơi, xịn sò người ta bán 250.000. Em bán với chị 190 thôi. Cái này tầm bé là 27 cái size cho em nha, màu xanh. Trai gái mấy chị mặc được không? Cái áo mấy chị mua một cái áo mấy chị mặc được mấy năm, 3, 4, 5 đâu cho em, nó bền lắm. Chắc vải xuống kỳ luôn cả nhà nha. Ôm nó ấm. Nó ấm mà sờ nó cái chỗ đó nó mềm kỳ luôn cả nhà nha. Đó. Áo phao này có màu xanh, màu đen với lại có màu xanh, màu đen. Nhưng mà cái màu là đẹp nè, cái màu rất đẹp luôn. Nó nhẹ nhàng cho em nha. Đấy, có chữ nha, có chữ ở tay áo cho em nha. 199.000, 190 cho em nha. Đấy. Rồi là áo phao chị thích lấy màu đây các bạn cho em nha. 27 cái lại có size cái gì thế này có size rồi. 27 ký là maximum thôi. Rồi lên mã áo phao cả nhà nha, 190 giùm em nha. Có size nhí thì yêu, áo phao đẹp và có size lớn, đúng rồi cái này có size lớn cho em nha. Rồi ok chị nha. Đó, cái này có size nhỏ chị ơi, cái này có size nhỏ 10 ký mà. Cái này có size nhỏ 10 ký 8 ký luôn. Cái này có size nhỏ từ 8 ký cho tới là 20 25 ký thôi. 8 ký tới 25 ký lại cho em. Trừ hao mấy chị rồi. Từ 8 ký tới 25 ký chị yêu, 190. Mấy chị về nhận cái hàng đẹp lắm cả nhà. 8 kg cho tới là 25 kg nha cả nhà nha. Áo phao cho em nha. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi. Con trai gái mấy chị mặc áo này bao hàng luôn. Đẹp lắm. Rồi 190 cho em nha, áo cho em nha. Lấy cái áo này chị yêu. Trời cái xô nó chóc nó xuống lắm chị ơi. Chị lấy áo đi em. Tầm bé 25 kg lại mấy chị đang có size lớn. Tầm 10 kg tới 25 kg cho em. Rồi. Phao này bao hàng cả nhà luôn á, chắc mặc xuống lắm. Không đẹp mấy chị. Cái này mấy chị không đẹp hả? Không đẹp chịu luôn á. Cái nào không đẹp chịu. Rồi ok em chúc chị à. Thì là chính mình có đơn cho em nghe này. 8 kg này. Trời ơi cái áo 8 kg là hơi thì bị hiếm luôn á chị. Kiếm áo phao là 8 kg mà nó mềm. Nó mềm mà nó đẹp như này là không có hàng cho em nghe chịu nha.
Rồi cái chịu nè, 190 cho em áo. Rồi chị là chốt áo đấy, nữa em lên một lần luôn. Áo phao. Kiểm tra hàng thoải mái nha, 8 ký chuột đẹp lắm thiêu. 8 ký chị mặc cái áo đi thôi thì chắc thôi bị sướng luôn. 8 ký hiếm lắm, mấy chị kiếm được cái hàng này rất là khó luôn á. Rồi 190 cho em nha. Chị lấy áo phao và áo phao nha, 25 ký lại có size cho em nha. Rồi lên bộ bung ma này. Bung ma này có thêm màu vàng nữa nè. Màu gì nữa có gì để em lên cho. Cái màu nó đẹp nhất á, màu đẹp nè. Chờ em chút chị. Đây có thêm một màu, em thêm màu cho cả nhà này, màu đen chị ơi, màu đen. Màu xám. Màu xám nè chị ơi, màu xám, màu xanh, màu đen. Thêm màu xám chị nha, màu xám nè. Đó, màu xám cũng đẹp nha cả nhà, màu xám này. Hồi nãy là cái màu xanh năng, gọi là màu xanh ngọc đi, xanh lạ đi. Có màu xanh lá nữa, có màu xanh lá nữa. Đây chị yêu. Rồi, cái này có màu xám cái gì, áp phao là có màu xám cho này, màu xám, màu đen, màu xanh lá nữa. Màu này về đúng 4 màu, cũng có đủ màu cả nhà luôn. Màu này cũng đẹp. À, thêm một cái xanh lá cho em, màu xanh lá này nè, tầm biết từ 8kg tới 26-27kg lại thôi, 8kg tới 27kg lại cho mấy nha, hình như 30kg vừa không ta, thôi 27kg lại thôi. Rồi 8kg tới 27kg cái size nha, màu xanh lá nè. Rồi áo phao, rồi áo đẹp lắm cả nha, mua mặc được mấy năm luôn á. Xanh lá, màu xám, màu đen, rồi chị lấy đen không, từ 8kg là có size rồi, có mũ nữa nha. Rồi cái ấm lắm mấy chị ơi, 25 ký lại thôi, 25 ký lại thôi. 8 ký tới 25 ký như cả nhà nha. Rồi 190. Áo phao là 190 cho mấy chị nha. Đẹp luôn sờ chắc này. Rồi, 27 ký được không? Có áo gió 27 ký, áo gió 27 ký lại cho lên màu khác cho. Rồi, màu đấy có bao hàng như cả nhà nha. Phao đấy chị mặc bền, cực kỳ ấm lắm, cực kỳ ấm luôn á. Đấy, màu này biết chan, áo biết chan được chị ơi. Bao được cho em. Màu đấy có biết chai mà, chai ngắn. Ok chưa? Chị thích không thì thích đổi màu khác cũng được. Cái màu đó rất đẹp luôn. Em cho mấy chị coi lại màu nè. Em có được 4 màu xanh lá. Màu đen con trai ngắm mấy chị được mà. Đây. Đây là màu xanh lạ nha, xanh lạ cho em nè. Màu đen. Xanh lạ, màu đen. Màu xanh lá cay với màu xám thôi, 4 màu thôi chị yêu. Cái này có 4 màu thôi. Đấy. Ok chưa? Màu nào cũng đẹp luôn á, nói chung là màu nào cũng đẹp. Tầm 8kg tới 25-26kg lại thôi. Đấy, 190.000. 190k cho em nha. Có bé gái chiêu. Rồi, 4 màu cho em nha nè. Hàng xịn luôn. Hàng đúng xịn không? Màu xám nè. Xanh lá cây. Rồi, màu đen. Em cho mấy chị coi này để mấy chị dễ được phân biệt á. Thế mấy chị thích chọn được cái màu nào mấy chị chọn cho em nha. Rồi, còn riêng hàng chắc thì em bao hàng bao chắc rồi. Ok chưa? Úc đường lê xanh lá cho 14kg có size cho em nha. Áo phao này bao hàng bao chắc mấy chị nha, xanh lá. Đổi đi màu xám, ok, đổi chị màu xám. Đấy, ok chưa? Đổi cái áo mấy chị mặc bền dễ mang luôn. Rồi, 190 chị là chốt rồi em lên luôn. Cái này chốt áo khó nữa không? Em lái một lần luôn mấy chị ơi, chứ còn lúc nó cứ dần dần mấy chị cứ đem cái phân lên mẫu này luôn kia. Chị nào lái được em lúc em lái một lần luôn này cả nhà. Ok, hãy là chính mình. Không đẹp nha, không lấy tiền đâu, chỉ cái dầm mạch bờ lắm cả nha. Mạch hoài hoài, năm này qua năm khác cho em nha. Năm này qua năm khác luôn cả nhà nha. Rồi, em qua mẫu áo phao nha. Đó, áo này mấy chị mà còn chê nữa không? Chịu á. Không chê mà đâu được những cái áo đó giùm em. Đỉnh còn quá đỉnh luôn, ok chưa? 25 biết có size chị Hạnh Nguyễn có chốt không? 25 biết có size cho em nha. Có 25 biết giùm em. Rồi, xếp bộ mày bé, ok, và để đặt ngang lên hàng tiếp. Bộ đấy cắt 25 cái áo cóc phao, nó có 25 cái giùm em. Chị lấy để dành cho bé mẹ cho chị ơi. Rồi, lên một bu ma màu vàng này, 10kg tới 45kg cho các size. 10kg 45kg nhé, màu vàng, cho em nha, bu ma màu vàng này.
Rồi hàng thun cô tâm dưỡng phẩm, size nhí là 101, size đại 120 và size cô là 103. Màu vàng cả nhà, màu vàng nha, 10 đến 45 kg size cho màu vàng cho nha. Rồi thun cô tâm dưỡng phẩm là chắc bao hàng bao giá cả nhà luôn. Ok chưa? Không đẹp, không xịn, không lấy tiền. Hàng 6 hoàn tiền lại 100%, kiểm tra hàng phẩm mới trước khi nhận hàng cho em. 45 cái size nha cả nhà. Rồi thun này thun cô tâm dưỡng phẩm cho em nè. Rồi là màu vàng. Rồi 90, 101, 102, 103. Đấy. Rồi chứ cái mã vàng của em, màu vàng cho em, màu vàng có 45 kg, những size bự thì cái gì chốt đây. Này em thấy cái chị nào hỏi 38 kg á, thì có những cái hàng là có size 38 kg thì chị không chốt. Những cái hàng kia không có size là chị chốt, và cái hàng 38 kg là hàng size bự, là những cái hàng hiếm. 38 kg chị đi tìm hàng thun, là thun có size, hàng thun lạnh á, hàng mà hàng da tay rất là hiếm, chị tìm rất là khó. Thật sự là những cái hàng này chị tìm rất là khó nha. Đấy, đến lúc mà chị đâu có size cho chị mới chị chốt. Được rồi nha. Đồ dài đã càng ít rồi mà mấy chị càng size to nữa là càng khó tìm. Rồi em lên bộ màu vàng này. Ok, sức độ nhiều lắm, mấy chị cứ theo dõi like là có đơn. Mấy chị cứ chịu khó hoặc xem theo dõi like cho em nghe chút đi, rồi có hàng đầy đủ cả nhà luôn. Rồi em lên xếp màu đỏ màu vàng này, 10 kg 33 kg cái size màu vàng này, 4 kg lại thôi. Hàng thiết kế này, em lên hàng thiết kế cả nhà nha. Xếp chân váy này, chân váy nhá. Cái nơi em thấy không có đẹp mấy chị, 10 đến 35 cái size nha, 90 100, 8 kg cho tới là 35 cái size cho em này. Rồi hàng thiết kế xếp chân váy màu vàng, ở đây mấy chị xếp cái nơi nha. Thì cái đây là kiểu là cái bèo nhưng mà kiểu tà trước nó ngắn thì tà sau nó dài một chút thôi, kiểu bèo đu cá một chút cho em nha. Còn cái nơi mấy chị về chăm mấy chị thắt tại cho em nó đẹp xíu, chứ còn em thắt nó hơi, nói chung là nó không có khéo. Đây cố gắng lắm rồi đó. Ở bé trai mà 8, 6, 7 kg thì bên em ít lắm chị ơi, hầu như là cũng không có size, không có hàng luôn á. Rồi này chân váy là kiểu chân váy của nó là tà trước dài ngắn và tà sau nó dài đấy. Còn áo này rất tốt cho em, bộ vàng là giá 25 kg thì là giá là 120, 25 kg là thuộc xe đại rồi chị, 120, 24 kg đồ lại là thuộc xe nhí là 101 nha, nó nhít hơn 10.000 thôi chị yêu. Rồi màu đẹp. Rồi em là bộ thiết kế xếp chân váy màu vàng cho em nghe, hình thiết kế cho em nghe nha. Rồi 90 100, size bé tầm 8 kg cho tới là 35 kg cái size, 8 đến 35 kg nha. Xếp chân váy này chị thích mẫu đây, chân váy chị chốt liền cho em màu vàng này, bộ cưng lắm. Rồi là màu vàng cả nhà nha, xếp chân váy hình thiết kế, bộ đây mặc lắm mấy chị, mặc trông thấy mới đẹp. Chị này cho bé nó thử lên ướm cho người những cái dòng rất đẹp luôn, hàng đầy hàng thiết kế. Rồi là màu vàng cả nhà, màu vàng cho em nha, màu vàng. Rồi qua mẫu khác cho nhanh cho em nghe. Yeah. Tiếp tục lên mẫu này, mẫu gì đây? Mẫu đuổi nè. Nãy nói là xếp mẹ bé chưa? Chưa. Ok. Rồi là mẹ bé đúng không? Rồi ok chị yêu, để lên xếp đẹp mẹ bé cái gì chứ là đủ thật luôn nè. Mẹ bé. Bé trai có nè. Rồi ok chị nha, đây cặp mẹ bé màu đây. Bộ đấy tầm là 55 cái size dùm em nè, là bộ gấu cam đi, cái cặp mẹ bé này. Bộ đấy còn lại 55 kg thôi. Trời, em là bộ gấu cam nha, size của bé tầm là gấu cam 55 kg lại có size cho em nha. Rồi 16 kg cho tới 55 kg giùm em, bộ gấu cam này 90 100, gấu cam hàng thun lạnh của Ken Kid chị ơi, bộ 55 kg cái size cho em, 16 kg cho tới 55 kg cho em, hùng dài, bộ đây đẹp lắm cả nhà. Ở phía dưới này có chun bo nên mấy chị đừng có bao giờ mấy chị mặc đồ mấy chị kéo thẳng cho em cái quần như này đâu nha, đừng bao giờ mặc đồ kéo thẳng, tại cái chun bo mấy chị phải để rùng rùng cho em xíu, kéo nhích chích lên xíu nó mới ra cái phong cách cho em nha. Hoặc mấy chị có thể mặc là ống ngắn ống dài cho em nha, vẫn đẹp nha. Rồi bộ đây 55 kg cái size 190 100, hàng thun lạnh kim tiết cho em nha, chắc phải đẹp lắm, không đẹp nha không lấy tiền đâu mấy chị, mới danh dự câu.
hàng nó đẹp lắm mà nó rẻ có 90.000 đến 100.000 thôi. Bình thường á hàng tay mẹ á là tới 100 mấy luôn á. Riêng cái mẫu ra em thấy là nó rất là rẻ, 90-100 là bao rẻ rồi. Mà cái tầm mẹ là 55 ký mà còn có 100.000 bộ, mấy chị cứ nghĩ giùm em đi. Cam này em chốt cho phượng trần bộ này, rồi phượng trần này 18 ký cho em không chị em, 18 ký size giùm em, 18 ký. Rồi những bộ đồ này cả nha, rất đẹp giá mẹ luôn, phượng trần cho em nha. Rồi của chị là 2 set có đủ cho em nha. Nguyễn Tiên, Nguyễn Tiên để em coi có size chứ em. Rồi ok, Nguyễn Tiên là có một cặp luôn nè, 33 ký, 51 ký làm em là có đơn, là có luôn một cặp luôn này. 52 ký Út Nương Lê là hết 52 ký rồi chị. Út Nương Lê là hết 52 ký rồi. Chị lấy cho em cái chị lấy 2 bộ được không? Út Nương Lê lấy 2 set được không? 52 ký em hết size rồi đó. Chị Tiến Trần 40 ký có đơn cho em nghe này. Em còn 45 ký đó, 40 ký 45 ký lấy hộ đây cho em nghe. Rồi ok chị nè. Chị Út Nương Lê chốt 2 set được không? 2 bộ. Tiến Trần có 40 ký em nghe. Rồi mẫu đây còn size tầm là 40 ký lại thôi mấy chị ơi. Em còn size là tầm 22 ký cho tới là 20 ký tới là 40 ký cho em. Đấy đẹp lắm ha. Rồi ok chị em chốt chị 2 bộ thôi nha, 13 ký ha. 13 ký không có size rồi chết rồi. Bộ này 13 ký là hết size rồi. Hết size 13 ký chị yêu nha. Còn có bộ 23 ký giùm em. Lấy bộ 23 ký cho lấy em chốt nha. Bộ 23 ký giùm em. Rồi mẫu nào còn màu khác không? Rồi ok để lấy màu khác yêu nhé. Màu đây là đẹp nhất luôn. Màu là đẹp nhất. Bộ này còn size tầm 40 ký lại cho mấy chị nha. Rồi ok chưa? Đẹp lắm. Em còn size 40 ký lại cho em nghe nè. Tầm là 20 ký đi, 20 ký tới 40 ký giùm em. Đây là bộ gấu cam nha, 90-100 thôi cả nhà. Rồi đẹp lắm cả nhà, hàng trung lành em bao hàng bao giá cả nhà luôn. Quần dài có lại ba mấy chị xanh là em ống ngắn ống dài cho em nghe mới độ đẹp nha, mới thấy độ đẹp cho em. Đừng có nên là kéo quần thẳng xuống như mấy chị nha. Kéo quần thẳng vô những mặt lông cái vai đó. Rồi. Em còn 40 ký lại giờ chốt từ 20 ký 40 ký gấu cam còn mấy bộ thôi. Rồi 90-100. Bộ đây hồi dính thấy bộ đây rẻ nhất á mấy chị. Mà giá nó mềm, cực kỳ đẹp luôn á. Mà đẹp mà giá rẻ nữa. Rồi bộ đây còn 45 ký lại có xa nè. Lên bộ gấu kem nha, gấu nè, gấu trắng nè. Xí gấu trắng là hàng phun cô tâm chính phẩm. Bộ đây là size nhí là một nhí 100 rồi. Bộ đây là hàng phun cô tâm chính phẩm là size nhí đã 100. Size đại 101 và size cù là 102 rồi. Em còn 45 ký lại có size nha. Đấy, con này không đùi ngố cho em nha, hàng phun cô tâm chính phẩm của MB á. Mẹ gấu kem nha, 45 ký lại có size cho em nha. Đấy. Rồi chị thích lấy hàng phun cô tâm chính phẩm thì lấy một ra cho em nha. Mẫu em mặc thì hết rồi, mẫu em mặc hết rồi. Đấy, những cái phông ngố này đều có size bé này. Những hàng phông ngố này cùng giống giống như này cho em nghe hết nha. Quả phông rộng với quần ôm nè, 45 ký size cho mấy chị nha. Rồi đẹp ghê luôn á. Mẹ gấu trắng cho em. Bộ gấu trắng, gấu trắng cho mấy chị. Mẹ gấu trắng cho em nha. 100, 101 và 102. Đấy, bộ đây có 3 size. Cũng size nhí, size đại, size cồn cho em. Cũng quần ôm với lại áo phông rộng á chị. Quần ôm và áo phông rộng cho em nha. Chị thương lắm. Rồi ok chị yêu nè. Gấu cam, gấu trắng thì là lấy không? Không lấy, không có màu khác mấy chị nha. Dạ ok chị yêu. 55 ký thì lên bộ đây cho chị yêu nè. Hàng đây bộ kẻ đó, kẻ hàng không lành. Kẻ đây có size 10 ký cho tới là 60 ký cho em có size. Hàng của Susin Kit cho em hàng không lành. Nhí 100, nhí 100 đại trong. Bộ đây là như thế này. 100, 101, 103. Bộ đây có size chị ơi, 100, 101, 103 cho em. Đấy. 10 ký cho tới là 60 ký kem size nha. Rồi lên bộ đây kem. Mà kẻ này, kẻ này có size 60 ký cho em nha. Sẽ cặp mẹ bé cho em nha, một kẻ đẹp ghê luôn không. Mà kẻ cho em nghe nha. Của bé thì quần không có túi nha, quần của mẹ sẽ có túi cho em nghe ha. Quần của mẹ sẽ có túi. Đây là hàng thun của Susin Kit cho em nghe nè. Đấy, những hàng cao cấp luôn. Đẹp lắm á chị, những cái hàng bộ kẻ mẹ xinh lắm, trẻ trung cho em nghe. Ba size như đại cô kẻ. Size nhí 100, size đại 101 và riêng cái size cô là 120 nha, 130 nha. Cô là 130 cho em nghe mà kẻ. Kẻ 55 ký em chú Trà My cho em cái đơn này chị yêu. Mà kẻ 60 ký em chú chị Châu Huệ.
Châu Huệ có 60kg cái đơn cho em nghe nè. Chị Tiến Trần có size á, chị Tiến Trần có đơn nè. Chị 2XL luôn á chị, 2XL. Rồi chị Trà My size XL cho em nha. Trà My size XL nè. Bông to lắm, đẹp lắm, mấy bộ để mặc chị Hồng cũng làm được sướng lắm. À, chị Út Nương Lê lại còn à. Út Nương Lê ơi, chị có size, chị Tiến Trần là có nè. Út Nương Lê 52kg em mới size rồi. Tiến Trần có 40kg này có size nè, 25kg có size luôn. Chị Út Nương Lê còn hai bộ rồi chứ không, 52kg hết size chi luôn. À, 25kg này chị Tiến Trần bộ 25kg nữa nè. Dạ đẹp lắm chị yêu, hàng này dễ thương lắm. Chị Út Lê em chúc chị hai xếp thôi nha, được không? Hay là chị chọn một khác, để chọn một khác cho em nha. Rồi ok, chị lấy chị hai bộ nha. Rồi của chị lấy hai xếp thôi, tầm bé là 13kg size này, 13kg size cho em nha. À, chị Tiến Trần ok chị yêu, để mang chút đơn chị cho. Rồi, của chị là 23kg size chị em nghe, 23kg giùm em, chị thương lắm. Rồi ok chị nhé. Chị đang chốt ở đây không? Mã kẻ đây còn size tầm là 14, số 10, 15, cũng tầm 40kg lại có size thôi chị nha. Rồi 10kg tới 40kg có size nha cả nha, 12kg tới 40kg giùm em. Mã kẻ này. Rồi hàng xu xin chiếc cho em nha, 100, 101 hay là 130, nhưng mà size cô em hết rồi, em còn lại 40kg thôi, 100, 101 cho em nha. Dạ 100, 101 với chị nha. Rồi lên mã kẻ cho em nha, chỗ đẹp quá à. Bộ này mấy chị chốt đi, có size bự với chị 38kg, 40kg mấy chị chốt mấy ơi. Cái hàng không lạnh đây mẹ, bền lắm, hàng luôn lạnh là không bền, mẹ nó không có nhanh hàng, chất vải nó mát lắm chị nha, hàng không lạnh chất mát, mát và dày dặn lắm. Em có bộ đây nữa nè, bộ đây có size này, 60kg còn size này, bộ Mickey nè. Đây, bộ đây có đủ size, 10kg tới 60kg có size này. Cái Mickey cho em nha, Mickey nè. Rồi, lên bộ Mickey cho em nghe nha. Size 10kg tới là 60kg có size cho em, bộ đẹp nè. Bộ đỉnh luôn á. Đây, mấy chị thấy không? Mickey Cusi cho em nghe, 100, 101 với 130. Cusi nè, hơi bị đẹp luôn á cả nhà, màu đẹp ha. 60kg cái size cho em nghe này, chị lấy một đây cho em nghe, Mickey nè. Đó, hàng cung lành nha cả nhà. À, chị Tiến Trần là 3 bộ luôn á, ok chị yêu nè. Mấy cái bộ này mình thích lắm thì chơi. 25kg cái size cho em nghe, rất đẹp lắm rồi. Bao hàng luôn. Của chị 25kg cái size nè, 40kg nè, 60kg nè. Chị Châu Huệ là hết 60kg rồi. Châu Huệ hết 60kg rồi, chị Tiến Trần nó lấy bộ 60kg rồi. Ok nha chị Châu Huệ ơi, bộ đây em hết 60kg rồi chị nha. Rồi, ok chị yêu nè. Và lấy sách XL, ok chị yêu XL có size đó. Chị Tiến Trần 40kg có size chị nha. Tiến Trần 40kg. Rồi size 2X nè em. Ok XL em chốt chị Châu Huệ luôn nhé. Châu Huệ là XL cho em nghe nè. Ok chị Tiến Trần mai em chốt đôi chứ yêu. Bộ đây còn size 52kg lại cho em nghe nè. Bộ đây còn size 52kg này chị. Chị Út Nương lên có chút cặp luôn không? Chứ có chút cặp bộ đây, bộ đây có đủ cặp cho chị luôn nè. Còn size L chị luôn á. Cái này còn size L chị, 51kg, 52kg chị lấy bộ size L cho em nha, mặc quần tư luôn á. Ừ, cứ để lên nha. Rồi, bao hàng nha cả nhà nha. Rồi, lên bộ đây comment bộ đây bao hàng luôn á. Mickey cho em nha, hàng cũng lạnh cho em nha. Đấy, chắc đẹp đó cả nhà. Có lấy mấy không? Cái mấy cái con? Đây không? Không. Rồi, lên bao hàng cả nhà nha, mà thích lắm cả nhà. Lúc nãy lấy Mickey rồi, kệ. Mickey màu đây khác, Mickey màu nào để nó khác cho em nha. Ôi, từ 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 từ
Rồi ok chị yêu nha. Như cái bộ đen cái này mẹ không có đặt, có tải gì hết, con coi YouTube đi con. Con coi Tommy à. Mấy cái hấp tin sao vậy? Nó đi. Chưa hấp tin à. Con coi Tommy đi, chưa chịu tin coi đi. À, con coi tin rồi con, bộ nhỏ thôi nha. Trời, lấy một đây nha, chị lấy thêm một đây nữa. Rồi, à, đổ giùm được không? Rồi lấy cặp cái đây mai đổ ra cho chị, lấy cái mẫu đây này mai em đổ ra nha. Rồi ở bộ đây là 13 kg, lấy mai em bỏ ra mấy bộ kia cho ok chưa, chứ không chốt cho có cặp có mẹ có con mẹ cho nó đẹp cho như vậy thương lâu lâu có hàng cho em nha. 23 kg cho em này cho nó dễ thương. Rồi ờ chốt một bộ 52 kg em. Rồi cái chị đủ đơn cho mặc à, nói chung mẹ con có mặc cả bộ này bộ kia luôn á, mẹ cho nó giống nhau cho đẹp cho em nha. Rồi ok chịu này em đổi cho chế luôn, mai để em báo nhân viên cho nó đổi lại cho chị luôn nha. Rồi của chị là đủ 3 bộ đó. Ờ xích ngố đi, rồi ok lên xích ngố chị yêu. Đổi biết con biết đi hồng ok ngố á chị, rồi ok em nâng ngố cho. Bộ đây bộ gì đây, bộ đây có 10-38 cái size cho em nghe này. Bộ đây bộ gì đây, rồi em bộ xếp màu trắng cho em nghe, 10-38 cái hàng bộ Dorabi, hàng này hàng Dorabi cho màu trắng cho em nghe, chị thích tông trắng lấy màu nguyên bộ trắng cho em nghe, trai gái mấy chị mẹ được có tông bộ cho em nghe. Rồi bộ đem tại cả nhà là giá 80-90, áp phát gió chị, rồi để em tin rồi không biết con hàng không. Rồi 80-90 nha cả nhà nha. Rồi lên xếp màu trắng cho em nha, hàng Dorabi khung đẹp lắm cả nhà. Nhưng em còn một trắng em xem với chị 80-90 thôi, chắc đẹp lắm cả nhà, chị thích tông màu trắng với chị lấy màu đây cho em nha, đi chơi biển cho em nghe này. Đó đi du lịch rồi mấy chị màu trắng cũng sang lắm, màu trắng còn sang mấy chị nha, nhưng mà chịu khó em xíu, sợ dơ thì mấy chị chăm cho em xíu nha. Rồi cái này tầm 38 mm, bộ đem sale cả nhà là 80-90, khung cô tâm đẹp luôn, hàng thương hiệu của Dorabi cho em. Hàng Dorabi thì bình thường mấy chị ra ngoài mua là đã 100 mấy ngàn đúng không, ít nhất là mấy chị em nhớ là 130-140 ngàn một bộ đó. Rồi trắng á chị nha, trắng này chúc chị Út Nương Lê nè, trắng này em chúc chị Thu Nguyễn cho em nha, một trắng cho em nha, 38 cái giùm em có size, chắc khung nó đẹp lắm đó chị, hàng khung cô tâm chính phẩm mấy chị yên tâm đi, chắc vải bao đẹp rồi. 14 cái cấp size này dễ thương lắm chị. À, 19 kg cái đơn cho em nghe này, lỡ cỡ 19 kg còn số hết size rồi, còn số 9 số 6 hết size, số 7 số 8 chị yêu ơi. Áo phao xanh dương em chúc chị Huỳnh Phí xanh dương. Wow, sao có bị vỡ đâu này. Ok áo phao xanh dương cho em nghe. Ok xanh dương nha, em mở bộ xanh lá thôi chứ không phải chút xanh lá đó. Chị Thu Nguyễn em hết rồi. À cái dạng của mẹ giống gấu đó hả? Hình như hết rồi. À em còn lễ sai. Cái dạng của mẹ giống bộ con gấu thì em có còn. Mình lễ sai cho em nha. Một cánh mở cho bì chứ không nó lại. Rồi cho em chúc em lên hàng cho cả nhà nhiều lắm. Áo phao là 1,90 em. Áo phao chị bán là 1,90. Rồi để em lên mẫu kia cho cả nhà, em lên kia cho. Bộ cá sấu trắng đen còn không? Cá sấu trắng đen hả? Chờ em chút, chờ em chút. Cá sấu. À bé bao nhiêu ký cho em chị ơi? Đợi bao nhiêu ký em nha. Bao nhiêu ký nhiêu? Rồi em lên bọc bà sữa màu trắng đi, bà sữa trắng cho em nghe, chị lại thích màu trắng lắm, màu đây cho bà sữa trắng bé gái cho em nghe. Quần đùi nha, quần đùi nè. Rồi cái này là hàng của em, hàng của HL á. Hàng HL thì giá của nó là 120-130, 10 kg tới 40 kg cái size nha. À bà sữa, còn để em lên cho chị. Rồi là bộ bà sữa trắng cho em, màu trắng cho em nha, bà sữa màu trắng cho em, hàng thương hiệu HL, size nhí và size đại tầm 40 kg cái size cho em nha. Rồi size nhí là 101 và size đại là 102. Cưng lắm cả nhà, khung cực kỳ xịn luôn, màu trắng này, bà sữa trắng cho em nha.
40 cái size nha. Kiểu, đây là kiểu là quần đùi váy cả nhà, quần đùi ống rộng á, mặc nó xòe như cái váy mà có túi cho em nghe nha. Dễ thương lắm, màu trắng cho em nghe. Rồi mẫu đây em có màu hồng nữa, bờ sữa đây có màu trắng với màu hồng nhỏ nhỏ, màu trắng và màu hồng em có size nha, 40 cái có size cho em nghe, chắc phải là hàng Phung Cô Tâm hết toàn bộ cho em nghe. Rồi 140-120 nha, bờ sữa màu trắng, chị thích lấy màu trắng comment cho em nha. Đó, đang có màu trắng á, màu trắng cho em nha. Rồi ok chị yêu, để em lên cho chị lấy cái bộ gấu đó. Ok chị để em lên nha, gấu nhiều hàng. Rồi em chờ chị Tú Linh nè. Dạ có chị, chờ em chút em lên hàng cho, nhiều mẫu lắm cả nha. Tôi giỏi like với chị có đơn hết toàn bộ cho em nha. Đây chị ơi, à chết rồi quên lấy chị rồi, con da ké đây chị, chị em chút nha. Chị lấy màu nào, màu xám không? Hàng da ké này, à bà sữa trắng em chút chị Minh Thư, ok chị yêu. Em thích màu trắng lắm, nhiều mà vậy. Có màu hồng nữa, em thích màu trắng lắm mấy chị. Trắng nó dễ thương lắm, nhưng mà mấy chị mày phải giữ cho em nha. Bé chị 26 kg, mấy chị phải giữ, em sợ mấy chị có màu trắng đó, chị sợ dơ á. Nhưng màu trắng rất đẹp, bé con ra, bé mày màu trắng em thích thích lắm. Dạ bà sữa hồng em có, chị chèm chút lên cho. Đây bộ đây rồi chị ơi, hàng da ké là bộ này đúng không, 10 kg tới 22 kg cho em nè, 23 kg cho em, màu xám đi. Rồi đây hàng không da ké cho em nha, hình như bộ đây 101 ngàn, size nhí 101 ngàn bộ, 120 luôn á. Rồi bán với chị 101 ngàn nha, hàng da ké cho em nha, 10 kg tới 23 kg size cho em màu xám. Đấy 10 đến 23 kg cho em mấy chị nha, màu xám cho em nghe nè. Rồi 101 ngàn, mà sữa hồng điểm lên cho chị, mà sữa hồng đẹp lắm. Rồi lên màu xám nha, màu xám cho em nè, mình chưa màu hồng ở đâu nữa nè. Rồi lên màu xám, màu bé trai cho em nè. Đấy hàng da ké, đây hàng không da ké, em còn size từ 10 kg tới 23 kg cái size cho em nha. Rồi 101 ngàn một bộ cho em nha. Bà sữa hồng rồi, ok chị để em lên cho. Bà sữa hồng. À đây đây, em lên cái bộ đây cả nhà chốt nè. Bộ đây có tầm 50 kg cái lại cái size. Số 16, 50 kg, 55 kg cái lượng. Bộ không gấu này gấu 10 kg tới 55 kg nhé, bộ gấu đây. Rồi lên bộ gấu không được ngố nha, gấu này. Rồi size nhí là 100, size đại 101 và size cổ là 100, size cổ là hình như 100 mấy ta. Nhí đại cổ cho em nghe, 120, 100, 101, 120. Rồi lên bộ đây mà, đẹp kia luôn, bộ gấu xanh này, hàng thương hiệu MB cho em nha. Bộ đây tầm 50 kg lại có size cho em nha, 10 đến 50kg cho em nha. 3 size, bòi mời nhỏ con ơi, bòi, nhỏ nhỏ. Rồi size nhí size đại size cổ cho em nha, 10kg tới 50kg có size cho em nha. Không phải buồn đùi ngố đó chị. Rồi mã gấu xanh thì cả nhà gấu xanh cho em nha. Gấu xanh thì có gấu màu xanh, màu vàng, màu đỏ cho em, màu vàng, màu hồng nữa, gấu màu vàng. Đây là màu vàng nha, gấu này có màu vàng cho em nha, để cho gì màu vàng, màu xanh. Màu vàng, màu xanh thì có màu hồng. Ờ xếp chị mặc không có, xếp chị mặc không có. 55 kg chị để buông còn số 16 chị vô, còn số 16 là to nhất không. Để con buông số 16, 55 kg được vừa nha. Hàng MB nó to, bình thường nó to đó. Ồ thoải mái. Đây là số 16, 55 kg mặc thoải mái nha em yêu. 55 kg đổ lại cho em mặc vừa. Áo pha mới đang em like nãy giờ chị ơi, để tiếp lên lại màu cho. Rồi 55 kg cái size cho em nha nè. Đó. Cái này 55 kg thoải mái chị yêu nha. Đây số 16 rất là to nè. Em đang cầm với chị là size số 16 á chị, chăm anh lấy màu đây cho em nha đi. Đẹp lắm chị, cấu màu xanh này. 55 kg, số 55, 57 kg cũng được cho em nha. Bộ gấu xanh này còn size 55 kg chị em, đẹp lắm cả nha. 10 đến 55 kg cái size nha mấy chị nha. Cái này mấy chị mua cái mặt cặp mẹ bé cho em nha.
Trời ơi, lâu lâu có hàng cho em nha. Màu xanh, màu vàng thì còn size tầm là 45 biết không? Vàng còn 45 à, vàng còn 50. Màu vàng còn 50 biết đâu lại cho em. Còn màu xanh thì còn là 55 biết không? Áo phao thì có size tầm 25 biết lại chị yêu ơi. Từ 8 ký tới 25 biết cho chị Diệu Yến. Không có size lớn, 8 ký tới 25 biết cho em. Áo phao á. Đó là bộ gấu phao là tầm 50 ký lại cho em. Màu xanh này còn 55 ký lại cho em. Màu vàng còn lại 50 ký lại cho em nha. Rồi size nhí, size đại, size cô nha. 100, 140, 120. Quá trời rẻ luôn. Ủa, hình như bộ đang 140, 120. Size nhí, size đại thôi, không có size cô. Nhí đại mà có phông nó to. Đúng rồi, 140, 120. Size nhí 100, 140, size đại 120. Ủa, 3 size 100, 140, 120. Rồi là bộ màu vàng, chị lấy cái màu vàng không? Màu vàng với màu hồng, những cái hàng này hàng khung cung tâm dưỡng phẩm thì mặc đẹp lắm. Màu vàng này còn lại 50 ký lại có size nha. Màu hồng nữa nè, ba màu, màu nào cũng đẹp. Bộ màu vàng có 50 ký thử á. Áo màu vàng có 50 ký, màu hồng này có 55 ký luôn. Hồng này có 55 ký có size luôn. Màu hồng cũng 55 ký có size cho em. Màu vàng này chị ơi, màu vàng này. Đây chị yêu, cũng to lắm, nói chung cũng to lắm, yên tâm đi. Em đang cầm với chị nè, 50 ký thoải mái luôn. Con cái này 55 ký cũng được luôn. Đây, to lên chị yêu nha. Đây em đang cầm này, em là 50, em là hiện tại là 55 ký giùm em. 50 ký, 54 ký đó. Ok chị yêu, lấy màu vàng luôn đi. Có cái con vàng cho em nha luôn đi. Ok quần nè. Vừa nha, cái này vừa cho chị luôn á. Lấy vàng luôn chị, lấy cặp vàng luôn. Một vàng, màu hồng với màu xanh, màu này cũng đẹp. 55 ký, 60 ký lại có size nha. 55 ký lại có size hết toàn bộ đây. Mẹ giúp xe con dọn cái gì? Hả? Con dọn cái gì? À mẹ giúp xe không? Rồi lấy một vàng không chị yêu, một vàng này, một hồng đi. Hồng này tầm là... Con nhìn để con một mình chị làm. Ờ, không. Rồi ok, một vàng chút chị nha. Có, chí là cấp đồ điện đồ xuống dưới cho mẹ nha. Ok. Ok, chăm anh này trước chị màu vàng đúng không? 50 ký có lại là 16 ký giùm em. Nói cho mình được bao nhiêu rồi. Ok, chị em trước chị 2 set nha. Dễ thương lắm chị ơi, hàng mày thích lắm luôn á, màu vàng. Vàng 55 ký hết size chị Trà My. Màu vàng hết size chị yêu ơi. Chị đổi sang màu hồng hay màu xanh cho em được chị Trà My. Màu hồng màu xanh cho em nghe được không? Lấy hồng lấy xanh cho em nghe nha. Bé chị 16 ký. Chị có size đó chị, em chúc chị size rồi chị yêu. Chị đủ size chị rồi. Chị này cùa luôn nha. Chị Trâm Anh là có đồ đủ nè. À, chị My. Chị My chị lấy màu hồng hay lấy màu xanh cho em nghe được không? Màu vàng hết size rồi chị. Lấy hồng lấy xanh được ok với em nha. 55 cái lại có size, màu hồng màu xanh có size nè. 10 đến 55 cái cho nha, màu hồng với màu xanh cho em nha. Đấy, lấy hồng lấy xanh của mẹ với em này. Còn riêng cái màu xanh nè, màu vàng em hết rồi vậy, vàng hết size rồi. Rồi. Màu vàng lại còn size tầm là 40 ký lại thôi. Vàng này còn 40 ký lại có size nha, màu vàng. Bây giờ còn size là 10 đến 40 ký màu vàng cho em nha, màu vàng còn 10 đến 40 ký em. Màu vàng. Màu xanh là còn 10 đến 55 ký cho em màu xanh. Màu nào cũng đẹp chị ơi, bộ gấu nó cưng lắm, màu nào cũng cưng. Đây là bảo đây comment màu xanh, cả nhà xanh này 55 cái size cho em không được ngố mẹ bé cho em nghe, không làm chị hàng phun cô tâm dính phẩm. Nên nó chị vạch những cái phông hàng này chắc nó dày dặn cho em nha. Nên là không được ngố mặc lên nó mới đẹp nha. Chắc nó dày, phông nó có dạng 4 chiều hết toàn bộ. À, chắc không mát rồi luôn á. Rồi em mua một khác cả nhà nha. Rồi em lấy bộ bạch cùi nè, mấy chị lấy bộ bạch cùi màu xanh nữa không? Bạch cùi màu xanh này. Bộ cái cặp mẹ bé luôn á. 190 với 100. Bạch cùi màu xanh thì còn size tầm 10 ký cho tới là số 13 thôi. Tầm 40 ký lại thôi. Màu hồng thì còn size đến 16 ký cho tới là 50 ký. Màu hồng còn 50 ký nè. Bạch cùi màu hồng còn 50 ký cho em nghe này. Màu hồng đây, thích màu hồng còn 50 ký lại có size nha. Màu hồng này
rồi 90 với 100 dùm em, đẹp lắm cả nhà. Cái này tầm 20 kg đấy ha, 18 cũng được, 20 kg cho tới là 60 kg nhé, 20 kg tới 50 kg chứ. Đó là màu hồng mặt chùi nè. Đó, cái này là cặp hai mẹ con mình đẹp lắm cả nhà, hàng của hàng phun lạnh của Su xin chị, hàng của Ken Kit cho em nha. Đây, 20 kg cho tới là 50 kg cho em. Rồi quần này mấy chị thấy quần nè, phun này hàng phun lạnh cho em nha, size nhí là 90 ngàn thôi, size đại 100, mùa rẻ mùa đẹp, cái bộ này đẹp, dễ thương á, mẫu đang hot cả nhà nha, mẫu đang hot dễ thương lắm. Áo hồng với màu xanh cho em nghe thôi, nó phối màu rất là đẹp luôn cả nhà nha, hơi bị tinh đấy cả nhà, mặc đẹp, đồ đẹp lắm cả nhà nha. Đấy, 50 kg có size nha, mặc cười màu hồng cho em nghe, size nhí là 90 ngàn và size đại là 100 ngàn. Rồi mặc cười mấy chị, thành mặc cười cho em nghe, dễ thương lắm. Không, cái này là tầm 60 kg, cái hàng có size L, cái này size bự chị nha, size số cho em là số 15, size số 15. Mẹ cười nó có 55 kg không ạ, 55 kg lấy một khác yêu, được có một khác không, để em mua số 15 cho chị coi này. Cái hàng này nó quái lắm mấy chị ơi, hàng nó to lắm, đây này, ok chưa, 50 kg, 55 kg chị lấy màu đây cho em nghe, cái này 50 kg thôi đó, chất vải bao xứ cả nhà nha. Đây mẹ cười nè, 55 kg thì để em coi có màu một tím không, chứ còn màu hồng em mất xa rồi. Chờ em chút em lên một cái cho. Màu xanh thì còn chàng hết size, xanh thì còn hết rồi. Hết size chị ơi, tầm 50 kg lại thôi nha. 50 kg lại có size thôi, còn 50 rồi. Rồi, hồng 50 kg chú chàng mi đi, ok chị yêu. Rồi, máy mẫu đây còn lại tầm là 45 kg lại có size thôi. Màu xanh nè, màu xanh này tầm 10 đến 45 kg có size nha, mẹ cười màu xanh cho em nghe này, xanh. Đây chị 10 đến 40 kg có size nha, 45 kg chứ. Rồi, mẹ cười màu xanh cho em nghe này, màu xanh 10 kg tới 45 kg có size cho em nghe. Đẹp chưa? Đó, bộ mẹ cười màu đó hết rồi chị Trinh ơi. Chị Lê Trinh, bộ mẹ cười hiện tại là không còn bộ nào 55 kg hết luôn á, hết size luôn chị, hết size rồi. Màu xanh nha, mày cười màu xanh này, xanh này có size tầm 10 kg cho tới là 12 kg, 12 kg tới 45 kg nhá, 52 kg để lên màu khác chứ yêu nè. Rồi đẹp chưa, đó dễ thương lắm mấy chị, hàng không làm mặt bao xuống không, có 90 ngàn, 100 ngàn mà chắc bản mặt đẹp lắm rồi. Ok, mà sửa màu hồng để lên, mà sửa màu hồng để chị em lên màu khác chị nha, còn để lên màu khác nữa nha. Xanh này 32 kg em, chú chị Ngọc Lê Thúy cho em nghe, 32 kg cho em. Mấy cái bộ đây nó đang hot không mấy chị ơi, nó đang hot luôn á, nổi rần rần mấy chị. Cái hàng nó đang nổi rần rần mấy chị, em lấy một bộ đây cho em mặc xuống kỳ luôn. 32 kg em, chú chị Ngọc Lê Thúy cho em nghe. Cái mẫu này đang hot là mưa làm gió trên thị trường, dễ thương lắm luôn á. Chị lấy màu tím luôn không, lấy tím luôn không, tím này có size tầm là 33 kg loại thôi, tím tím này còn 40 kg lại cho em hết, màu tím nè, màu tím cũng đẹp lắm cả nhà, màu tím đây nè, đó 15 kg tới 40 kg có size nha, màu tím cho em nha, 15 kg tới 40 kg có size em nè. Đó rồi, 90 ngàn với 100k, hàng này có hai size nhí và đại thôi cả nhà ơi, cưng quá. Màu tím này cả nhà, rất bao form luôn á, dễ thương lắm, hàng trung lành cho em nha, hàng có Ken Kit á, chất đẹp lắm, dày dặn cho em nha, mà chất phải nó mềm mà mát nữa. Màu tím màu xanh cho nên mẹ cười cho em nha. Rồi, để lên màu khác cả nhà này. Rồi, em không còn đường đi. Hàng của bé là chạy với chị, không thể là lên nhanh được, bởi vì là hàng của bé nó rất là nhiều hàng, không thể là gọi là lên một lần được, là em mà em lên quá trời nhiều mẫu là không còn đường đi luôn á. Một ri của nó là còn mấy chục bộ, mà lên một ri bán một hai bộ là ngập nó đi luôn, ok chưa. Đấy, cái gì thấy không, nhiều lắm luôn quý vị nha.
Dạ. Bé trái đùi có chị đệm luôn cho. Chờ em chút nha, em bỏ qua đây xíu cho nó đồng chỗ em đi đã. Trái đùi nhiều lắm. Ok chị. Rồi, cho em lên tiếp cái mẫu đây cả nhà này. 10kg cho tới là áo bộ đây có size XS là XS là tầm 4kg lại thôi. Rồi lên bộ màu trắng nha, gấu trắng cho em nha này. Rồi lên bộ gấu trắng cho em nha. Đây. Bộ gấu trắng là 10kg cho nhí đại cồ. 10kg cho tới là 45kg cho size cho em bộ gấu trắng nè. 10 đến 42kg cho em bộ gấu trắng cho em 3 size nhí đại cồ. Nhí 100, 101 và cồ là 120. Mã gốc trắng là phong đường ngố của bé gái cho em nha. 10kg cho tới là 42kg cái size cho em xếp gốc trắng này. Bộ đẹp này. Khung này hàng khung vô công kính phẩm cho em nha. Rồi 3 size là 3 giá khác nhau cho em nha. Là cứ 100, 101 và 120. 42kg cái size cho em chị em. Phong đường ngố cho em nha. Gốc trắng cho em nha này. Cưng lắm luôn á. Khung này đẹp lắm chị ơi. Khung này bao đẹp luôn á. Rồi phong đường ngố cho em nha. Gốc trắng cho em nha này. Tầm 42kg cái size vậy mấy chị gốc trắng. Mã gấu trắng cho em 42kg size nha chị gấu trắng cho em nha. Bà sữa ok chị, để nó bật sữa màu hồng cho. Bé trai. Bé trai bao nhiêu ký giùm em chị ơi? Bé mình bao nhiêu ký rồi? Rồi bé trai là cái mẫu vai cho em nha này. Để lên từ từ cả nhà chốt nè. Bộ đắp màu xanh nha. À 52kg rồi, ok chị. Để xíu. Rồi bộ đây 10kg tới là 55kg cái size dùm em. Bộ đây có tầm bé là 24kg tới 55kg nhé. 100-101 ngàn size đại size cô này. Hàng thun cô tâm chứng phẩm màu xanh. Đó. Hùn túi hộp cho em chị nha. Hàng hùn túi hộp cho em nha này. 55kg cái size nha cả nhà. Rồi chốt cho mã xanh cho em nghe, màu xanh. Màu xanh cho em nghe. Tầm bé là từ 24kg cho tới là 55kg cái size cho em màu xanh. Đấy, khung cô tâm chứng phẩm cho em nghe. Chắc vải bao xuống luôn. Rồi size đại là 100. Size cổ là 101 cho em nghe. Đại 100 cổ 101. 46kg em chốt Ngọc. Chị Ngọc Lê Thuy, Ngọc Thúy Lê, Ngọc Thúy nha. Bộ đẹp ghê luôn á, màu xanh này. Rồi ok chịu nha, 46kg cho em. Em chốt thì size XL. Cái này không to lắm, nó có size 2XL 55kg em. Rồi ok chịu nha. Rồi bộ đây có 55kg em mấy chị đã chốt thêm một đây cho em nha. Thương quá à. Thông cô tâm chính phẩm 100-101 ngàn. Đại 100 cổ 101. Rồi size đại 100, size cổ 101 cho em mấy chị nha. Còn màu xanh cho em nha nè. Một túi hộp hết toàn bộ cho em nha. Từ 24kg tới là 55kg cái size nha. 24kg tới 55kg cho em. Thông cô tâm chính phẩm. Rồi em qua mẫu với cả nhà mẫu khác nha. Ok chị yêu, để lên mẫu khác cho chị yêu sớm luôn nào. Mẹ bốn mấy, mẹ 52kg, mẹ 52kg lên mẫu đây chị yêu mà. Chị ơi, bộ đây cho em nghe này, bộ thỏ. Thỏ đây có 55 cái size cho em nha, bộ thỏ này. Bộ thỏ là 90, 100, 120. Bộ thỏ cho em nghe này, thỏ hồng. Rồi, chứ mà thỏ hồng cho em 55 cái size cho bộ thỏ hồng cho em nghe buồn đùi. Thỏ hồng là buồn đùi cho em nghe, khung cô tâm chứng phẩm cho em nghe nha. 90, 100, 120. 10kg cho tới là 55 cái size cho em nghe. Thỏ một, thỏ kem đi, bộ thỏ kem. Chị lấy bộ đây em, bộ đẹp ghê luôn á. Phần đùi cho em nha. Không đùi nè. Bữa giờ ngố nhiều, ít có đùi lắm, mấy chị rất đùi cho em nghe đây. 55 cái size cả nhà nha. 3 size với lại cô có đầy đủ hết.
Rồi thun cho em nghe này cả nhà, chắc này mình sướng cực kỳ luôn, thun vô tâm giống phẩm cho em nha. Rồi là mã thỏ cam, mấy chị thỏ cam nha, thỏ cam bộ xanh lá cây là 100-101 ngàn chị, phôm rộng chị, xanh lá cây là 100-101 ngàn, xanh đại 100 và xanh cuồng 101, to chị yêu nha. Thỏ bộ hồng cam chút tím cho 40 cái size cho em nha, rất đẹp lắm chị. Cam 55 cái size chị ơi, cái này 55 cái đẹp này. Đây này cho chị con này, 55 cái em này, cúc hương. Trời ơi đẹp lắm em ơi, yên tâm đi, những cái bộ đồ của em nghe này mấy chị yên tâm thì em đi. Hàng em mấy chị cứ phải tin, phải đặt lòng tin cho em nghe. Rồi những bộ đồ này. Đó, chắc như nước cất cho em nghe. Đấy. Rồi ok nha, chị Tiến Trần có một bộ cho em nghe này. Chị Úc Úc Thương có một tết nha, Úc Thương một bộ cho em nghe này. Xanh lá cây 27 cái em chứ gì khí cẩm, sẽ đại 100 ngàn nha, 27 cái đồng 100 cam em. Dạ ok chị nha. À, 40 kg cho em nghe cái size cho em nha. Đúng không? Chị Tiến Trần có bộ 40 kg cái size này. Đây chị là chốt mẫu đây nữa em. Trời đẹp lắm, cái gì trên thủ chốt đi. Bộ thỏ, thỏ cho em nghe này. Mã thỏ cho em nha, bộ thỏ cho em nha. Cưng lắm. Cùn đùi cho em nha, thun vô tâm chính phẩm 40 kg cái lại cái size nha. Thỏ, thỏ cam. Một thỏ cam này cả nhà, dễ thương nghe chưa. Độ chắc đẹp chị em không? Thỏ cam. Khí cẩm 27 cái size nha chị nha. 27 cái size cho em nha. Hàng nó đẹp lắm cả nhà, 101 ngàn cho em nha, bao hàng cả nha. Đợi một đợi bận mỏi luôn. Thỏ cam 40 kg em chút tiếng trần rồi. Số 10 cho em nha chị ơi, 27 chút gì số 10 thôi nha. Rồi, lên mà thỏ cam với chị bộ thỏ cam nha, thỏ cam em chút chị ạ. Tiếng trần em chút chị yêu rồi, còn cái này em còn size 40 kg nữa. Còn đây hàng em tìm được mấy riêng mà. Yên tâm của chị em để cho chị một bộ rồi. Rồi ok chị phí cẩm nhé. Thỏ cam vậy là chốt nữa không? Bộ thỏ cam đẹp dữ luôn đó. Thỏ cam cho nha. Rồi ok chị yêu nè. À, bộ đây bao hàng cả nhà, bộ đây cũng đẹp đó nè. Màu hồng. Gấu hồng cũng 10-40 cái gấu hồng cho nha. Gấu hồng. Gấu hồng là hàng của Lily cho nha. Rồi cũng tầm 10-40 cái gấu size. Bộ gấu hồng là không được ngố cho nha, gấu hồng. Hàng Lily nè. Rồi 90-100. Rồi sao như 90 và sao đại 100 nha cả nhà, gấu hồng cho nha. 10-40 cái gấu size cho nha. Chị lấy một bé trai em, bé trai thêm mấy chị chốt cho. Bé trai có em còn hàng. Rồi lấy bộ gấu hồng hàng của Lily 10-40 kg cho em nha. Không được ngố trong nha, xanh với 90 và xanh đài 100 là gấu hồng. Đấy, cưng quá trời luôn mấy chị ơi. À bò sữa, để lấy bò sữa hồng cho. Chị hỏi bò sữa hồng vô nãy chưa. Mã gấu hồng 40 kg có size cho nha. 10-40 kg em có size, gấu hồng. Xanh với 90 và xanh đài 100 gấu hồng. Em lấy bộ Mickey màu xanh cũng có size tầm 40 kg nha. Mickey màu xanh nữa nè. Mickey size còn 90-100, Mickey màu xanh đẹp lắm cả nhà, dễ thương lắm luôn nè. 10 kg tới 40 kg có size nha, quần đùi Mickey là quần đùi cho em nghe nha, không em chạy hàng thun vô tâm chính phẩm hàng của Lily cho em nghe, thương hiệu Lily á, đẹp lắm. Cái chắc bãi đó thì mấy chị về cái gì ghiền thôi. Cái này tầm 40 kg có size nha, màu xanh cho em nghe luôn nè, nhí 90 đại 100 thôi, dễ thương lắm. Rồi chị lấy cái màu xanh luôn không, chị Tiến Trần lấy thêm xanh luôn chị ơi, đẹp ghê luôn á. Em còn size tầm là 40 kg cái size cho em nha. Cái này có đủ size chị ơi, 40 kg cái size cho em màu xanh này. Rồi Mickey màu xanh em thích chị cặp phê Thúy cho em, là bé chị là 32 kg em xanh 40 kg, chị Thúy cảm xanh 40 kg để em có một khác chị yêu. Ngọc Lê Thúy là 32 kg size này, 32 kg cái size này, dễ thương lắm chị ơi, 32 kg cho em. Em còn số 14, chị cầm lấy số 14 không? Chị từ 2 chưa? Rồi cái đây của chị Tiến Trăng này. Dạ ok chị, đến lấy bé trai chị chốt thêm cho đủ đơn chị nha. Chị cầm và Tiến Trăng số 15 40 kg, em còn số 14 này. Để con số 14 nó to em lấy cho, còn nếu nó nhỏ thôi. Ok chứ chị yêu, em còn số 14 thôi. Ok, 40 kg thoải mái luôn á. Thí cẩm cho em luôn á.
Rồi ok chị để lắp bé trai với em luôn nè. Rồi màu xanh chị là chất xanh, đừng có bên xanh giúp em nha. Màu xanh nè, Mickey màu xanh cho em nha, dễ thương lắm. Có bộ bọc hồng ok dễ thương lên. Em nên nhớ mà nãy không biết chị là hỏi. Màu sữa hồng cho chị làm chút xíu, chị tìm bộ đấy chị yêu rồi cho em lắp bé trai với chị luôn nha. Bà hồng dễ thương lắm cả nhà, tầm 40 viết với chị mình đẹp lắm. Em tìm bà hồng cho em thấy bà hồng chưa. Đây chị yêu cho em chút đi. Còn bộ thể thao không? Dạ còn. Ngập lối đi là em không còn lối đi. Bà sữa hồng đâu rồi? Mới thấy bà sữa hồng mới bỏ đây. Bà sữa hồng đây. Này em hỏi là thằng hát eo đúng không ta? Đó rồi, lộn rồi. Buồn dài rồi. Thôi chờ em xíu mấy chị em lên một hết cho. Bà sữa hồng này. Rồi để em đem cái màu ghi gì mùi đúng không? Rồi chậm chút nha. Rồi bà sữa hồng đây cho tầm 10kg tới 40kg em ha. 120-130kg. Quần dài hàng thương hiệu HL. Quần đây quần dài cho em nha chị. Chị lấy quần đùi chậm chút, lấy quần đùi cho. Bà sữa hồng đã ngắn tay quần dài. Chị thích mẫu đây lấy màu ra cho em nha. Ngắn tay quần dài là 10kg tới là 40kg cho em. 38kg thôi. Bỏ đây còn size lấy 10-38kg cái size nha. Hàng thương hiệu HL cho em. Bà sữa màu hồng. Rồi 120-130kg nha cả nhà nha. Size nhí 120 sẽ lại 130. Đẹp lắm đó chị ơi, 120-130. Rồi lên màu hồng cả nhà nha, màu hồng cho em nghe 120-130. Đấy hàng thương hiệu HL quần dài áo ngắn tay cho em nghe. Rồi, em móc nhầm bộ. Quần đùi chị cho em chút đi, em lấy cho quần đùi cho. Còn ở đâu rồi? Bà sữa hồng chị được chốt cho em nha, 120-130. Tại nó quần dài áo ngắn tay cho em thì 120-130. Bộ bé trai này. Bé trai có tầm 4 thì biết có size cho em nghe này. Bộ màu xanh bé trai 100-120 màu xanh này 10kg cho tới là 40kg dùm em. Màu xanh này, hàng ly cho em nha. Xanh lá 100-120 cho mấy trẻ xanh cho em nha. 10kg tới 40kg có size cho em nha. Chỉ luôn nha. Trời ơi, chắc ba sướng luôn cả nha. 10-40kg cho em có size nha. Rồi là màu xanh lá. Xanh lá cho em hàng ly của bé trai cho em nha. 100-120 size nhí là size đại cho em nha. 2 size thôi. Rồi màu xanh cho em nghe nha. Xanh. Rồi em lên nhanh cả nhà nha, cứ lên đơn chốt cho. Xanh cho em nha, 120. Size 10kg cho tới là 40kg cái size màu xanh. Rồi xanh này của bé trai nha cả nhà, xanh này của bé trai cho em nha. Rồi. Rồi cho em chút lên liền cả nhà luôn. Rồi lên bộ đây là màu nâu. Nâu là hàng phun cô tông chính phẩm tầm 55kg cái size nâu. À, quên. Thôi chị lấy màu nâu đi, 55kg cái size này. Bộ nâu nha, nâu này hàng phun cô tông dính phẩm, size đại 100, size cổ 101 thôi. Nâu này chị lấy cái màu nâu đi. Bộ nâu nha, size tầm là 23kg tới 55kg cho em màu nâu, một cái hộp luôn nè. Chị lấy màu đây luôn chứ yêu. Bộ nâu nha, 100-101 ngàn thôi, size đại với size cổ thôi. Bộ nâu này, chị lấy bộ đây đi, bộ đây đẹp nè. Bộ đây tầm là 55kg size cho em. Rồi, từ 23kg tới 55kg cho em, chị đã có size bộ đây chút nhanh, chị bộ đây cho em bộ nâu. Đẹp ghê luôn á. Phun cô tông dính phẩm cho em nghe nha. Rồi 55kg lại có size cho bộ nâu. Mã nâu cho em nghe, bộ nâu. Rồi 100-101 ngàn. Rồi bộ nâu. Chị Ngọc Lê chốt bộ nâu đi dùm em đi. Bộ này có size với chị đó, chị thương lắm. Mặt đẹp và mát luôn cho em nha, nâu.
Rồi bò sữa màu đen này, 10kg tới 40kg size nha, bò sữa đen. Hàng thương hiệu HL ha. Rồi nâu 46kg chú chị Ngọc Lê luôn nè. Ok chị yêu. Rồi bò sữa đen cho em nha, 40kg cái size cho em bộ bé gái nha. Bò sữa đen hàng thương hiệu HL 120, 130, bộ đen rất là tinh cả nhà, bộ đẹp nè. Phố màu đen với màu trắng cho em ngang nha. Cái này nó phố màu đen màu trắng cho em ngang, hơi bị đẹp chắc giả mang luôn. Rồi bò sữa đen, cả bò sữa đen nha, bò sữa đen trắng cho em ngang, bò sữa đen trắng. Rồi 120, 130, mình dài áo ngắn tay 120, 130, hàng thương hiệu HL. Rồi ok chị yêu, chờ em chút lên bộ đây cho. Bộ đỏ. Đây cái này có size bé chị luôn nè. Màu đỏ đây, 100 xu nè. Bộ này có size cổ chị nè, 46 cái gì lấy màu đây cho em nghe nè. Bộ này ta tầm 55 cái size cho em nè. Màu đỏ cho em nghe, đỏ đây. Hàng này hàng thương hiệu của hàng Su Sinh Chích cho em nghe, 10kg tới là 55 cái size cho em một. Đây. Con này không hít hốp nha, con này không hít hốp cho em nghe. Rồi là màu đỏ cho em nghe, đỏ bé trai hàng của Su Sinh Chích cho em nghe. Size nhí 101, size đại 120 và size cô là 100 xu. Bộ này tầm làm 60kg mấy chị ơi, bộ này tầm 60kg lại em có size này, to lắm. Rồi bộ này tầm 60kg có size cho em nha, size cô. Đây, 10kg có 60kg có size, 3 size, là size nhí, size đại, size cô cho em nha. Rồi là màu đỏ, màu đỏ này, đỏ cam á, màu đỏ cam cho em nha, không hít hốp em cho mấy chị coi lại mẫu nè. Đỏ cam với chị, màu đỏ cam nha, bé trai, không hít hốp, size nhí, size đại, size cô. Sang nhí là 100, bộ đen 101, nhí 101, đại 120, cổ là 104. Nhí 101, đại 120, cổ là 104. 60kg rồi có size cho em nha. Bộ đẹp lắm, hàng của Su Xuyên Chích. Nó là hàng cao cấp cho em nha, hàng phun cô tâm chính phẩm nha. Hôm này hàng phun cô tâm chính phẩm, hàng đẹp lắm, đỏ cam 46kg cho em. Dễ thương lắm chị, hàng đã bao hàng 46kg, ok chịu nè. Ký không dám chắc được. Rồi, 65kg thì em dám chắc, cái này 60kg lại vô tư. 65kg thì không dám chắc. Mà gọn người không chị, nếu mà gọn người thì ok cho em nghe. Gọn người thì ok nha. Đỏ cam á chị, bộ đỏ cam này, hơi bị đẹp cả nha, đỏ cam. Còn không chị lấy hàng phun lạnh á, 65kg chị lấy hàng phun lạnh đi cho nó chắc chắn em nha. Chị Út Nương Lê còn coi like không? Chị còn coi like không? Chị mà còn con like chị chấm bài cho em nghe, em tìm một bộ bà sữa chị luôn nha. Từ đầu like đến nãy giờ chưa tìm được một bà sữa chứ. Xếp bé gái giờ tay cũng có hàng đó chị nha. Bé gái giờ tay có hàng nè. À bộ đây có size chị luôn nè, size số 24 nè. Bộ đây có size chứ luôn nè. Bộ đây có size to nè. À còn ok chị chấm chứ. Bộ đây có size bé chị luôn nè, chị Ngọc Thúy Lê. 125.000 bộ nè. Bộ đây hàng thở thao sắc nách, em nghe lấy hàng có sắc nách nó màu xanh. Rồi bộ đây có size với chị nha, tầm 38kg tới 55kg giùm em. Rồi 38 đến 55kg nha, ok chị lên bé gái nha. 40kg được, 40kg tới là 55kg cái màu xanh sắc nách cho em nha, 125. Đó, hàng này hàng đẹp lắm cả nha, xanh sắc nách cho em nha. Rồi 125 giùm em, tầm 55kg có lại cái size nha, màu xanh này, bộ nai xanh. Bộ nai xanh cho em, hàng nai xanh cho em nha, 125, tầm sắc nách cho em nha. Rồi ok chị, để em tìm cái gì một bò sữa cho. Bé gái, bò sữa bé gái đi. Bé gái, bò sữa. Chị cho mình chích tìm bò sữa cho cô này. Thank you.
chờ em chút nha. Đây. Đây. Không lạnh thật thao. Dạ ok chị chờ em chút nha. Đây bật cửa đây chị. 40kg size cho em nha. Bộ đen 101-102 cho em nha. Hàng của su tinh chiếc cho em nha. Bật sữa. Hàng HL. Đây chị ở màu hồng nè. Bộ đen cưng lắm. Tại chị lấy bộ đây luôn không? 40kg size cho em nha. Quần đùi nha. Quần đùi và kiểu là quần đùi ống rộng cho em nha chị nha. Chị thương lắm. Rồi màu hồng bật sữa hồng cho em nha. 101-102. Thầy này có 2 size nhíu đại thôi. 40kg size cho em nha. Màu hồng cho em nhìn nó hồng. Cưng quá à. Rồi lên màu hồng cả nha, màu hồng 40kg cho chút thúy cẩm. Màu hồng đẹp ghê luôn. Bà sữa hồng mấy chị màu hồng cho em nha nha. Ở xếp ngố, ngố của mẹ hả chị? Ngố của mẹ là 50 mấy kg đúng không? Ok, ngố mẹ. Hồng này còn 38 mới lại có size cho em ha. Màu hồng nè. Bà chị yêu còn 38 mới lại có size cho em nha. Dễ thương lắm màu hồng này, dễ thương lắm mấy chị ơi. 101-102 chị em. Vâng. Rồi chờ chút. Lên lên ngủ đi. Hả? Rồi là màu hồng cả nhà hồng nha. Bộ đẹp này cả nhà, chị Út luôn lên cái chút vào đây không? Bộ đẹp cưng lắm cả nhà. Nó là quần đùi ống rộng cho em nha, quần đùi váy á. Chị quần đùi váy cho em nha. Rồi, em qua mẫu đó cho. Em còn bộ hàng cung lạnh này. Rồi ok chị yêu. Bộ đây có size XL tầm mình 5. Lấy một trắng đi, không thích hồng cho lắm. Trắng thì lấy bao nhiêu ký giùm em ta? Lấy trắng bao nhiêu ký? Lấy trắng bao nhiêu ký giùm em? Trắng là chị lấy 2 bộ luôn. 13kg, 23kg giùm em. Màu 3kg nè. Dạ ok chịu nha. 23kg có size cho em nha, một tấn. Dạ ok chịu nha. Rồi em tiếp cho 2 bộ này, công để cho chị chờ. Cuối cùng lấy tài trắng đúng không? Cuối cùng lấy một trắng nha. Rồi đây hàng không lạnh của Sushin chiếc em nghe này. Ô màu hồng nữa, bật sữa hồng nữa. Rồi lên bộ đùi nha cả nha. Rồi lên bộ hồng mấy chị, bật sữa. Bật sữa nha, màu hồng cho em nghe. Tầm là 55kg cái size dùm em. Rồi 55kg cái size nha. Ờ chờ mẹ bộ lên bộ xong. Size nhí 100, size đại 101. Ờ size cổ là 130. Nhí 100 đại 101 cổ 130 cho em nghe. 55kg cái size nha. Bật sữa màu hồng hàng không lạnh của Sushin chiếc em nghe. Bộ đây tắt 55kg giùm em. À, chị Lê Tinh chị chốt bộ đây được không? Bộ bò sữa màu hồng này. Cái này có size biết, có size của chị luôn nè. 55kg size XL luôn á. Rồi ok chị Út lưng lên. À, good night chị nha, good night. Rồi em lên xong mẫu đây nữa. Chị nào muốn lên đầu nữa em lên một mẫu nữa cho. Rồi em nghỉ cả nhà nha. 11:30 rồi. Rồi bò sữa hồng nha. Bộ đây có tầm là size tầm 55kg size trên hàng không lạnh đó chị ơi. Mặc xuống nó 101 với là 130. Tại vì nó có 3 size á. Tại nhí sẽ đại tay cổ cho em nha. Rồi ok chị yêu. Thì mai chị tranh thủ like lại cho nha. Tắm mai like. Chị là lấy nữa không? À, mẫu đó có màu khác không? Em thích màu trơn à. Trơn nhất bộ chị mặc thì không có đâu. Đa số thì đều có hoa trên hình con này, hình con kia hết. Tại mặc chung với bé á, thì có họ tiếp. Bà sữa đây không có một, có một màu chị ơi. Có một màu thôi. Bà sữa màu hồng có một màu chị nha. Trơn thì lấy cái mẫu nào khác thì em chị yêu nha. Thank you.
chị yêu? Thở thao, thở thao bao nhiêu ký chị ạ? À, sáu mấy ký, ok chị, còn chờ em chút nữa. Bộ đây hàng Lily nè. Rồi ok, em lên bộ đây, em lên thở thao sáu mấy ký hả chị? Ok chị. Hàng Lily của cái cặp mẹ bé cho em nghe nè. 10 ký là 55 ký cho em nè. Bộ Mickey này màu xanh này, màu đùi, chị lấy màu đùi không? 10 ký tới là 55 ký cho em cái size, 50-60 ký luôn không chị nha. 10 đến 60 ký nha, mấy ký màu xanh này, màu đùi cho em nha. Bộ đây là size 90, size là 100, size 75 ký á, 75 ký cho 75 ký là gì, còn bộ là 75 ký em đây. Chị lấy có tay hả? Có tay 75 ký rồi, hơi bị căng á. Đây, bộ màu xanh nha chị nha, xanh này còn 60 ký cái size cho em nha. 100-140, của đây bộ đây 90, 100-120. Size nhí 90, size đại 100, size cồn 120 cho em nha. Mấy cái màu xanh này đùi cho em nha. Size của mẹ là 120, size của bé size nhí là 100, là 90, size đại là 100 là 100. Mấy cái đùi nha cả nhà, 60 cái size cho em nha này. Đó, mẹ cặp mẹ bé cho em nha, mấy chị lấy màu 200 nha. Mấy cái màu đùi nha. Rồi là một mấy cái xanh là tầm 60 cái size cho em nha. 60 cái size nha cả nhà, mấy cái màu xanh cho em nha. Rồi, em lên bộ hàng không lạnh đây chị yêu này, để em chị cứ còn bộ này em lên chị 32 ký với 75 ký, màu nào cũng được nha. Rồi, ok chị yêu, để em coi còn bộ nào em lên cho chị mẫu, chị chờ em chút nha. Chị Út Phương ơi, em có bộ đây, chị có lấy bộ đây không? 75 cái gì lấy, em còn mỗi cái màu đây thôi. Còn đây, chị lấy màu đây không? Hàng không lạnh của em nha nè, hàng không lạnh cho em nha nè. 75 cái chị lấy cặp đây được không? Màu xám đi. 10 cái tới 75 cái size này, màu xám cho em nha. Sáng mai em like cả nhà nha. Nếu được thì sáng mai tranh thủ 9 giờ em sẽ like. 9 giờ sáng sẽ like mấy chị, tại vì hàng nhiều. Em like tới chiều cả nhà luôn. Tại ngày mai em ra từ 9 giờ sáng làm nha live rồi. Chị lấy màu đây không? Cho em mang size nhí 100, size đại 101 và size cồn 125. Cặp bài đẹp này chị, hàng không lạnh này. 75 cái size cho em nha. Màu đẹp lắm cả nhà, cái này có đủ cặp cho chị luôn này. Còn mấy bộ kia, có size của bé mà không có size của ba. Size của ba 75 cái thì hết sạch luôn á. Còn mẫu cái màu đây có size, chị lấy màu đây không? Size L. Size to lắm chị ơi. Em mua cho chị coi nè. Dạ ok chị yêu. Còn mỗi màu đây chị ơi, hết rồi, còn màu khác. Đây. Ok chưa? 75 cái maximum chưa? Đấy. Còn mấy chị muốn lựa thêm mà để ngày mai bung chứ giờ không bung mẫu nữa. 75 cái cho em nha. Đấy, đẹp lắm vậy ở nhà. Cái màu đẹp mà, cái màu đẹp mà, xung lạnh cái màu đẹp bao đẹp rồi cả nhà. Chắc mặt xuống lắm cả nhà. Đây. Chị lấy màu đây cho em nha đi, cùng màu đen, áo màu xám có số. Hàng xung lạnh cho em nha. Đấy. Xay bụi luôn cả nha. Ở quần nè, thấy chưa? 75 ký cho em maximum luôn chứ yêu.
chốt cặp đây luôn cho em luôn đi, size L. Size L này to chịu nha, cái hàng này hàng hiệu khác nha, tùy theo hiệu mấy chị nha, tùy theo hiệu cho em. Size L cho em, tùy theo hiệu nha, cái hiệu size L đã to lắm chị. Em bao chất, em bao bao size chị luôn. Ok chưa? Tùy theo hiệu cho em nha, tùy theo hiệu nha. Rồi, chị chốt cặp đây comment màu cho em màu xám đi, xám cho em nha. 100, nhí 100 là 101, cồn 125. Vì cái màu này có size chị thôi. Còn size 75 kg thì tại mất sạch rồi. Sắc mắt thì có, cái hàng sắc mắt thì có, còn có tay thì hít lắm. Màu xanh, phối màu xám đẹp rồi chị, em thích màu đây hả? Màu đẹp mà. Hàng thương lạnh là bộ đã đẹp rồi nè chị ơi, em thấy bộ đã đẹp rồi. Chị có chốt 75kg chị Úc Thương à? Chị có chốt 32kg luôn không? Chị lấy 32kg luôn không? 32kg có size á, chị lấy luôn cặp luôn không? Hai cho con mày cặp cho em. Rồi ok chịu nè. Hàng thiết kế sáng mai sẽ lên cả nhà luôn, bé trai bé gái. Với lại lên đầm váy rồi. Đầm váy ngày mấy ngày đây không lên kịp. Sáng mai sẽ thủ lên đầm váy xếp kiểu. Rồi buổi trưa sẽ lên hàng đồ khác các chị nha. Em sẽ chia hàng nữa, chứ mà từ sáng mai 9 giờ sáng em sẽ chia hàng cho cả nhà luôn. Trời ơi chị, đồ em bán này bán sát giá luôn rồi nha. Em là chị hàng sỉ luôn rồi chứ yêu. Yên tâm đi, mua hàng em nha. Bao hàng cho chị nha, không mắc đâu, chị yên tâm đi nha. 70kg rồi, em còn sai nữa. Chị mua hàng chị em mà chị biết không mà, yên tâm thì em đi. Ok chị nè, chăm anh luôn này nha. Rồi ok cả nha, size to lắm, hàng này hàng thương hiệu cao, size to lắm. Rồi sáng mai em sẽ lên hàng cả nhà, sáng mai em sẽ chia hàng ra, em sẽ like cả nhà, tại vì ngày mai em like tới chiều, để tối ngày mai em sẽ nghỉ một buổi tối, tối mai em không có like. Nên là bắt đầu từ ngày mai sáng mai 9 giờ sáng em sẽ chia hàng ra em like mấy chị tới chiều luôn nha. Rồi em sẽ thông báo giờ like mấy chị lên group luôn. Rồi buổi like thì em sẽ chia mẫu đem like mấy chị theo dõi cho nó dễ nha. Rồi bye bye cả nhà, chắc đồ đẹp chị, ok chắc đẹp. Em cam kết cả nhà là em quy một nhà em là em bán con là hàng phun cô tông dính phẩm xếp bộ như thế này nè, xếp bộ bé trai bé gái hàng phun lạnh, hàng phun cô tông dính phẩm là em bao chắc cả nhà luôn, hàng với hàng tơ đuổi là em chia những cái dòng này thôi, em không có đi hàng thì hàng khác. Nên là chắc em bao hàng mấy chị hàng lần một, các chị mua hàng mấy chị em biết chắc luôn, mấy chị cứ đi so sánh chắc những chỗ khác em bảo đảm luôn, cái số tiền mà mấy chị mua là mấy chị mua chỗ khác không có chắc như em bán đâu, nó cao lắm mấy chị nha. Rồi hàng này hàng chính phẩm luôn mấy chị nha, còn hàng kia nó sẽ pha, nó pha cc vô nó sẽ có độ nóng hơn, không có độ dai, không có độ dẻo gì đâu. Rồi chúc cả nhà ngủ ngon, good night, bye bye cả nhà nha.